Hello, chào các bác, quay trở lại với số phạm huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tiết kiệm điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dụng cụ các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 bình thường cho em. Đó thì con này sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm tối đa từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ nhá. Đây. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó. Thì con này nó sẽ giúp tiết kiệm điện rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy nhỏ gọn như này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp điện 220 bình thường nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đây, nó sẽ là một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, hàng trong hộp bao gồm là hai đầu như này nhá. Hai đầu rất là đẹp luôn. Hai đầu như này, đầu đúc liền nguyên khối nhá. Hai đầu đúc liền nguyên khối này. Có kèm thêm cho các bác là hai đầu đúc liền và một dây thắt lưng siêu đẹp luôn. Đấy, đây. Chất liệu của nó là da siêu mềm luôn nhá. Chất liệu da siêu mềm, màu thì màu nâu. Đấy, màu thì màu nâu như này. Lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Đây các bác này. Đó, hàng đẹp chấm hết luôn. Hai mặt đúc liền nguyên khối nhá. Hai mặt đúc liền nguyên khối như này. Đấy, và dòng này của nó sẽ là dòng lẫy trượt nhá. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng cho các bác luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Thắt lưng cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một cái phao nước như này. Thì nước ngập mà 1 sen là cái phao này nó sẽ tự ngắt, rất đơn giản thôi. Các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đầu cấp nước cho em. Đó, nước ngập 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt nhá. Rất hiện đại luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cái phao nước này thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Đó. Màu thì rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều màu nhá. Màu xanh, màu đỏ các kiểu luôn. Inox 304, hàng 1 lít rưỡi nhá, hàng 1 lít rưỡi. Bình nhiệt quân đội Mỹ, hai nắp inox 304 này. Có lưới lọc viết đàng hoàng nhá. Đấy, đây. Các bác này, đấy, tay xoáy này. Xoáy ra này. Đấy. Có lưới lọc nhá. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi các bác lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bút điện cao su nhá. Đây, cái tay nắm của nó sẽ là bằng cao su như này. Đây các bác này, đấy, rất là ngon luôn nhá. Thì con này vừa là tô vít vừa là bút điện được luôn. Và nó rất là sáng như này thì các bác thử thông mạch hoặc thử điện âm dương các kiểu con này đều được luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một chiếc như này nhá. 30.000 cho một chiếc bút cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thớt tre này. Đấy, một cái thớt bằng tre như này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, mịn màng, ngon lành như này nhá. Hàng cực kỳ là tiện ích cho các bác dùng để thái rau dạ rồi các kiểu luôn. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 30 nhá. Và cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá. Giá thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo nhá. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con giá vo gạo như này. 75k. Thôi được rồi. 75.000 cho con giá vo gạo như này nhá. 75.000. Hàng bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Cái này 270 nha. 308 à? Inox 304 nhá, giá sẽ là 75k nhá. 75k. Đó, 75k cho một con như này. 75.000 nhá. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, khi các bác vo thì mình chỉ cần nghiêng đi như này thôi. Nghiêng đi như này là
cái phần nước nó sẽ chảy hết và cái phần gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nó sẽ không bị chảy mất gạo nhá, rất sạch sẽ luôn. Ngoài này vo gạo thì mình có thể rửa rau này hoặc đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng ok luôn, 75.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn nhá, đèn cúc áo này, giá sẽ là 30 cành nhưng có đèn cúc áo như này, 30.000. Bấm này nó sẽ lên này, đấy các bác thấy không, đó, rất sáng luôn. Đèn cúc áo nhá, 30.000 cho con đèn cúc áo như này, rất sáng này, các bác thấy không, 30.000 nhá. Đó, lên cho em là đèn cúc áo 30k, có nam châm rồi các thứ đầy đủ luôn. Đó, đèn cúc áo 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ led mẫu cũ nhá, đồng hồ led mẫu cũ 140.000. 140.000 cho con đồng hồ led mẫu cũ như này, có kèm cho các bác cả dây cắm luôn và một con đồng hồ như này, chiều dài thì vào khoảng là 15-17 cm, chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm nhá. Đấy, có dây cắm như này và khi nó hiển thị thì nó sẽ là đúng như như trên hình này luôn, hiển thị số như trên hình này. Giá của Thanh Như Thành cái ra. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao vân gỗ nhá. Đấy, một con dao vân gỗ siêu sắc bén như này nhá. Giá sẽ là 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng khâu đầu khâu đuôi này, made in Japan này, 120.000 cho con dao vân gỗ này. Giá siêu rẻ luôn. Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ các bác nhá. Đây, đấy các bác thấy không? Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng siêu sắc nhá. Siêu sắc luôn, giá siêu rẻ. 120.000 nhá. Các bác thấy không? Chất dao khỏi phải bàn rồi. Siêu sắc bén này, Seki là hàng thương hiệu Seki Japan nhá. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này chống đau lưng à, nó gọi là cái gì? Cái tựa lưng nhá, giá là 50 cành, đây là cái miếng mút để các bác về các bác lót vào đây cho em này. Đấy. Còn khi các bác kê thì các bác chỉ cần đặt vào đây này. Đấy. Đặt vào đây sau đó thì mình lắp vào này cho em này. Đó, đây. Rất là đẹp luôn nhá. Các bác có thể đút cái này vào đây. Đấy, đút cái này vào đây cho nó êm. Đấy, cho nó êm cái phần lưng của mình tựa xuống này. Đó, đây. 50.000 cho cái tựa lưng này thôi nhá. Đấy, và cái này nó rất là nhiều cấp độ. Thì khi các bác dùng thì mình có thể tụt lên hạ xuống độ cong tùy theo. Để mình tựa cái này, nó là cái tựa lưng công năng học thì nó giúp cho các bác là chống đau mỏi lưng, đau mỏi cổ rất là tốt luôn. Đấy, các bác tựa lưng cũng được mà làm tựa vào cổ cũng được nhá. 50.000 cho cái tựa lưng như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ là cái sen quạt tăng áp này, giúp tăng áp lực của nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. 90 cành. Đấy, mua sen được tặng kèm dây. Đấy, dây dài khoảng 1m, 2m, 3m. Bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua nguyên một cái dây này cũng phải 30-40.000 rồi. Em ở bên em bán cả sen cả dây có 90.000 thôi. Đấy, mẹ còn có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp, giá chỉ có 90.000 cái bộ sen quạt tăng áp này thôi, 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là vòng bằng vàng 24 carat nhá. Đấy, vòng vàng 24 carat như này. Đó, và ở đây thì có các cái hạt nam châm từ trường. Khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đó. Giá rất hợp lý nhá. Giá hợp lý lắm. Chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40 cành thôi. 40 cành cho một cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Rất là nên dùng các bác nhá. Các bác nào bị huyết áp cao hoặc thấp thì đeo vào một thời gian nó sẽ ổn định nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh cài dao như này. Các bác dắt dao vào đây cho em, ngoài ra thì các bác có thể đeo song đeo nồi vào đây rất là tiện luôn. Có kèm cho các bác cả ốc vít luôn thì các bác có thể là bắt lên tường này, bắt vào cánh cửa này hoặc là các bác bắt lên tường. Đấy, sau đó thì mình treo song nồi rồi dắt dao vào đây rất là tiện luôn. Thanh cài dao giá sẽ là 90.000 thôi. Giá chỉ có 90k cho một con thanh cài dao như này thôi nhá. 90.000 cho một cái thanh cài dao như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp cho em. Đừng quên cho em xin nút like nhá. Cái này 25 đúng không? 25. Đọc giá luôn. 25. Phương ơi. Cái này là 40 này. Cái này. Cái này lấy đủ bộ cho anh. Cái này là 10 à? Cái này là 15. 15k một cái bàn chải này các bác nhá. 15.000 một cái bàn chải này. Đấy. Đây các bác lên cho em là bàn chải cầm tay nhá. Bàn chải cầm tay như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ, xong nồi rồi nói chung là đa chức năng được luôn. Đấy, tắm rửa kỳ cọ chân tay rất là sạch luôn.
Đấy, cầm như này rất là tiện nhá. 15k một chiếc, mua 3 cái thì sẽ là 40.000 nhá. 3 cái 40.000. Lên theo là bàn chải cầm tay này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa của Nhật nhá. Đấy, đũa đen của Nhật như này. À, đũa này thì bên shop bán là 40.000 một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Đũa được làm từ sợi thủy tinh sáng bóng. Đấy, đây. Được làm từ sợi thủy tinh sáng bóng này, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc, chống vi khuẩn nhá. Giá thì sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, lên theo là đũa Nhật 40.000 một vỉ 10 đôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 4 cưa kéo này. Đấy. Cái bán lẻ bao nhiêu? Bộ 4 cưa kéo như này, nếu mua combo 4 món thì giá của nó sẽ là 160.000. Đấy, mua lẻ thì con kéo cắt cành này thì sẽ là 70k này. Đó. Con cưa gấp trắng đen này thì sẽ là 50.000 này. Đó. Con cưa lách thì sẽ là 40k nhá, 40k. Và con kéo tỉa 25 này thì tỉa 25 này thì sẽ là tỉa 20 bao nhiêu? 50.000, lấy cái tỉa 25 luôn, 50.000 nhá. Đấy. Các bác mua lẻ thì nó rất là đắt, còn mua combo thì giá chỉ có 160.000 thôi. Combo sẽ là 160.000 cho một cái bộ 4 món như này. Đấy, bộ 4 món như này. 1 này, 2 3 4 món. 4 món sẽ có là giá là 160.000. Đấy, còn mua lẻ thì con kéo hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, made in Japan hết. Con kéo cắt cành này sẽ là 70.000 này, 70.000. Đấy, con cưa gấp đây. Cưa gấp trắng đen cũng hàng của Nhật luôn. Đó, Japan các bác này. Đây. Con này thì sẽ là 50.000 nhá. Dài là 30 cm. Đó, 50.000. Đấy, tiếp theo là con cưa lách 40.000. Đấy, 40.000 cho con cưa lách như này. Đây, Japan các bác này. Đó, đều hàng của Nhật hết nhá. Cưa lách 40.000. Và con kéo tỉa 20 cm, dài 20 cm này, con này cũng là 50.000 luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái súng xịt súng. Cái này nó sẽ là súng xịt nước nhá. Đấy, súng xịt nước, giá sẽ là 150k trong con súng xịt nước như này. 150.000 cho một con súng xịt nước như này nhá, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi cọ rỉ nhá. Đấy, con này thì các bác để đánh kỳ cọ rỉ nó sẽ là bằng thợ xếp sợi thép vàng như này. 15k trong cái sợi cọ chổi cọ rỉ như này nhá. Kỳ cọ rỉ sét hoặc là các bác đánh rêu, đánh giếc mọi thứ đều ok hết nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây thít nhá. 25.000 cho một bịch này. Một bịch này sẽ là 250g. Nó sẽ có kích thước là 40 kích thước của nó sẽ là đi 25 20 25 và 30 nhá. Chiều dài của nó này sẽ là 20 25 30. Đấy, đều là 250g đấy. Lên cho em là dây thít nhá, dây thít. Đó, cái này em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy xay bằng tay nhá. Con này thì các bác 245.000 cho con máy xay bằng tay như này. Đấy, con này các bác dùng thì mình xay gọi là xay các loại đều ok hết nhá. Đấy, xay các loại đều ok hết đây. Các bác có thể đưa trực tiếp vào cốc hoặc là vào bình là mình bật điện lên là mình xay thôi. Rất là tiện luôn. Máy xay nhá. Lên cho em đó là máy xay cầm tay 245.000. Đây nó có cái đầu nghiền và đây nó sẽ có bánh con. Đây. Rất là tiện các bác này. Đấy. Nó sử dụng bằng điện nhá. Đây các bác này, sử dụng bằng điện như này. Đấy. Các bác chỉ cần cắm điện vào, nhấn nút cho em là xong. Và đây nó sẽ có cái cánh chém như này. Khi rửa vệ sinh nó rất là dễ. Các bác muốn xay các cái loại hoa quả trái cây chỉ cần đưa vào cốc cái là xay là xong. Giá thì sẽ là 245.000, sử dụng điện 220V nhá. Hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước và dùng nó tiện ích ạ. Các bác dùng máy xay sinh tố thì mình đi rửa giấy nó rất là phức tạp lằng ngoằng, mất công, nhưng mà con này thì dùng rất là tiện luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái áo mưa các bác này. Đây. Đấy, đây nó sẽ là cái áo mưa như này. Bộ quần áo mưa nhá. Đấy, cả bộ như này luôn. Cả bộ như người ta mặc trên hình này này. Đấy, chỉ có một bộ thôi. Cái này chụp nó cả hai nhưng này chỉ có một bộ thôi nhá. Một quần một áo nhá. Một quần một áo như này, bộ quần áo mưa. Đó. Combo của nó là sẽ là một quần một áo như này nhá. Một quần một áo như này. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, thương hiệu Tú Phong nhá. Đó. Giá thì sẽ là 195.000 nhá, bộ quần áo mưa. Giá sẽ là 195k. 195k cho bộ quần áo mưa như này nhá. Bộ quần áo mưa 195.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ nồi nhá. Đấy, mũ nồi bên em có hai màu, đó là màu đen và màu nâu như này. Đấy, màu đen và màu nâu cho cái mũ nồi rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái mũ nồi như này nhá, 100k cho con mũ nồi như này. Đấy, đội vào thì rất là ôm form, ôm dáng đẹp. Đây em đội thử cho các bác xem luôn. Đó, trực quan thấy các bác thấy chưa. Đó, đội vào rất là đẹp luôn, ôm form ôm dáng cực kỳ tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn, các bác thấy chưa. Đó, 100.000 nhá, 100.000 cho con mũ nồi da như này. Ở đây thì có hai màu, màu đen và màu nâu, 100k một chiếc. Chất liệu bằng da các bác nhá. Đó, chất liệu bằng da rất là đẹp luôn. Đấy, ôm form ôm dáng rất là đẹp, 100.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia chuột không dây nhá. Đấy, chuột không dây. Con này thì nó sẽ sử dụng bằng pin và có kèm pin cho các bác rồi. Đây, có kèm pin cho các bác luôn. Một con chuột không dây như này. Pin con dạng pin con thỏ to và có kèm pin luôn. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Đây, tháo con này ra này. Đấy, lắp pin vào đây này. Đấy, lắp pin vào đây. Đó, có sẵn pin cho các bác rồi. Tháo ra lắp pin vào cho em là xong. Đó. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Đấy, bên em có về được có 20 con thôi. Đấy. Chuột không dây rất là tiện luôn. Đây là cái thân chuột của nó này, đây cái chip của nó này. Đấy. Các bác mở cái nắp này ra là nó sẽ có hết luôn. Con này thì cái độ thiết kế của nó rất là ôm tay nhá. Các bác dùng không bị mỏi tay, rất là ôm tay luôn. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật này. Đấy, rất là chất lượng cho các bác luôn. Đây, Logitech này, hàng của Nhật này. Đó. Tem mác đàng hoàng. Con này thì nó xuất đi rất là nhiều nước luôn nhá. Xuất đi rất là nhiều nước luôn. Giá thì các bác lên cho em là chuột không dây nhá. Thanh lý cho các bác giá chỉ có cho các bác là 90.000 cho con chuột không dây này thôi. Đấy, hàng nguyên cái khâu đóng gói của nó, hàng của hãng nó đã chất lượng rồi các bạn này. Đấy, chuột không dây xuất đi khá là nhiều nước luôn nhá. 90k cho cái chuột không dây như này nhá. 90.000 cho cái chuột không dây như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ rổ nhá. Đây. Đấy. Bộ rổ vuông như này nhá. Một cái bộ rổ vuông như này. Giá thanh lý cho các bác sẽ là 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Hàng của nhựa của Việt Nhật này các bác này. Đấy. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, các bác theo. Rất là bền dẻo dai luôn. Combo cho nó sẽ là 3 rổ 3 chậu nhá. 3 rổ 3 chậu 90.000. Đấy. 3 rổ 3 chậu như này. Cứ từng cặp một. 3 rổ 3 chậu đây. Đấy. Lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này, 90.000. Đấy, tiếp theo thì qua lên cho em là cái giấy lau bếp nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái giấy có tẩm sẵn các cái xà bông tẩy rửa rồi. Đấy, xà bông tẩy rửa tự nhiên nhá, dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Đây. Đấy. Ví dụ đây em viết cái vết mực ra này, viết cái vết mực ra này. Đấy. Tẩy phát sạch luôn các bác này. Đấy. Coi theo. Đây. Tẩy sạch luôn, coi theo. Đó. Tẩy sạch luôn các bác nhá. Thì các bác cứ dùng thì mình tẩy rửa này. Rất là tiện ích cho em luôn. Đó, đây, nó sẽ tẩy ra như này. Rất sạch luôn nhá. Giá sẽ là 2. Cái lau bếp này 25 à? Lau bếp này 25 à? 25k nhá. Lên cho em là giấy lau bếp 25.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ thì sẽ là 90.000 cho con máy đọc thẻ như này. Đấy, đây nó sẽ là một thân máy này và một cái bộ thẻ như này. Bộ thẻ thì nó có vài trăm cái thẻ luôn. Đấy, vài trăm cái thẻ luôn. Đây, có cả tiếng Việt tiếng Anh bật nguồn lên cho em này. Đấy. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đây. Bố. Father. Đó, cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn nhá. Mẹ. Mother. Đấy, nó rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn, rất nhiều chủ đề khác nhau luôn nhá. Đó, nhiều chủ đề, nhiều ngôn ngữ khác nhau để cho các bác, cho các em nhà mình học tập nhé. Có tới là 112 thẻ với 210 ngôn ngữ khác nhau. Đó. Lên như là máy đọc thẻ, giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 90.000 thôi. Đấy, máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k nhá. 90k cho con máy đọc thẻ như này. Đây, tiếp theo là bộ bao hũ gia vị nhá. Một cái bộ bao hũ gia vị như này. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60k. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ba cái hũ gia vị như này nhá. 60.000 cho một cái bộ bao hũ gia vị như này. Hàng này thì nó rất là tiện ích các bạn. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái hàng mà đây, mở nắp ra này. Đấy, mở nắp ra này. Đấy. Có cả thìa luôn. Đây, 60.000 cho cái bộ bao hũ gia vị như này. To đẹp các bạn. Đấy. Muối mắm mì chính hạt tiêu các bác cho đây cho em. Đó. Bộ bao hũ gia vị giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy thái rau. Con này thì chuyên dùng để thái rau củ quả rất là tiện luôn. Đó. Đây, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em. Lắp đặt vào cho em là mình sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Máy thái rau củ quả nhá. Một cái bộ combo máy thái rau củ quả như này. Giá sẽ là 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. 100k cho con máy thái rau như này. 100k. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ chống nắng nhá. Đấy, mũ chống nắng như này. Đây. Mùa nắng các bác đội vào cho em. Đấy, chống nắng rất là tốt luôn. Giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 cho con mũ chống nắng như này. Cái mũ chống nắng này bao nhiêu nhỉ? Đấy, 100.000 đợt này thanh lý cho bác giá còn 70.000 thôi. 70.000 cho con mũ chống nắng như này này các bác này. Đấy, cái này là các bác bịt mặt đằng trước này. Đấy, còn cái này nó sẽ chùm vào đằng sau này. Chống nắng cực kỳ tốt luôn. Giá 100 thanh lý còn 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nha. 25.000.
Đấy, bếp ga nào cũng vừa hết, các bác chỉ cần đặt vào cho em là theo nó cái khớp như này là xong. Đặt vào thì nó sẽ vừa là chắn gió vừa là giữ nhiệt, cho cái nhiệt nó đẩy hết lên nồi. Thì khi các bác đun nấu nó sẽ rất là ngon lành và sạch sẽ nhá. Đấy, ngon lành sạch sẽ, và khi mà các bác sử dụng ấy thì nó dạng như là nó giữ nhiệt tốt hơn, đun nấu nó nhanh hơn đó nhá, đun nấu nó nhanh hơn. Đấy. Đây em sẽ cho các bác xem trực quan cái máy thái rau của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Máy thái rau củ quả. Đây các bác này. Đấy. Các bác lắp vào này. Đấy. Đây là sử dụng thực tế luôn nhá. Đó, rất là ngon luôn. Các loại rau củ quả nhá, rất là tiện luôn. Đấy các bác theo. Rất là tiện luôn nhá. Các loại rau củ quả đưa vào được hết. Thái lát, thái sợi. Đấy, các loại lưỡi của nó đây, các bác lắp vào cho em là xong. Vệ sinh dễ dàng các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy thái rau như này. Ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop lại về một số cái mã dây cáp sạc, thì em lại lên video gửi tới các bác này. Đấy. Dây cáp sạc thì hiện tại bây giờ em đang có tổng là 4 mẫu nhá. Tổng là 4 mẫu như này để gửi tới các bác này. Đó, 4 mẫu dây cáp sạc luôn. Đó. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dây sạc gầy như này. Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho cái đầu dây sạc gầy như này. Cái này thì nó sẽ là 1 2 3 đầu sạc này. 3 đầu sạc, một chân đầu USB như này. Đó. Thì đây là cái dây thứ nhất nhá. Dây thứ nhất con này sẽ là 30.000. Đó. Tiếp theo là một cái dây sạc mà nó là có tới 4 đầu sạc luôn, và cái đầu này của nó bằng thép này. Đây. Đấy, đầu tiên của nó sẽ là đầu sạc iPhone này. Khi các bác dở ra thì nó sẽ là hai đầu sạc Type-C. Thì các bác dùng cho Type-C cũng được. Nó là dây của nó sẽ là dây chống rối như này. Dây chống rối này dùng rất là thích luôn. Nói chung là con này là đa di năng luôn, nó là một trong 4 luôn mà nó là sạc nhanh này. 27W Max Pro luôn. Đó, đây. Thì con này thì cực VIP rồi. Đó. Con này thì sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho cái các bác lên em là dây sạc 4 đầu. Con này thì đúng là nó có 4 đầu thật. 1 2 3 4, hai đầu Type-C, một đầu iPhone và một đầu USB như này. Dây sạc 4 đầu, giá sẽ là 35.000 nhá, 35.000. Tiếp theo thì em có các bác một cái dây sạc 100W. Con này thì nó có một cái cục nguồn ở đây để tự ngắt nhá. Dây sạc tự ngắt giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Dây sạc tự ngắt nó sẽ có hai đầu như này. 1 2 3 đầu, nó cũng 3 đầu nhá. Giá sẽ là 40.000. 40.000 các bác nhá. Đó, tự ngắt thế này. Tiếp theo thì em sẽ có cho các bác một cái mẫu dây sạc nữa, đó là cái dây sạc béo nhá. Nó cũng 3 đầu. Đấy, cũng 3 đầu như này và một đầu cắm cũng bằng thép hết nhá. Bằng thép hết, có đèn báo. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Đó, thì em bên em đang có là loại 30, 35, 40 và 50. Đấy. Cái dây đỏ này, dây đỏ là sạc gầy này. Đấy, thì có hai loại sạc gầy và sạc béo. Sạc gầy là 30, sạc béo là 50 này. Đó, đều là 3 đầu này. Tiếp theo là một cái sạc tự ngắt này. Cái này nó sẽ là sạc tự ngắt, thì sẽ là 40.000. Đấy, sạc tự ngắt là 40.000. Ngoài ra thì nó sẽ có một con dây sạc đa năng 4 đầu nữa. Dây sạc đa năng 4 đầu thì con này sẽ là 35.000. Đấy, 35, 40. Con này là 30 này, một con 35 này, một con 40 và một con 50. Đó, có 4 cái dây sạc tất cả nhá. Bên em hiện tại là đang có 4 cái dây sạc như này. Tiếp theo thì một cái mẫu củ sạc nhanh của thương hiệu, dây sạc nhanh của thương hiệu iPhone. Đấy. Dây sạc nhanh, đấy. Đây, bao gồm cả dây cả củ như này, giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi, 55.000 nhá. Đó, 55.000. Một củ và một dây. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone 55.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái củ sạc đa năng. Cái này thì nó chỉ có củ không thôi. Đấy, chỉ có củ không thôi thì bắt buộc các bác phải mua một trong bốn cái dây này thì mình mới cắm điện thoại được. Đó. Thì các bác có thể là mua dây béo, dây gầy hoặc là cái dây đa năng này cũng được. Các bác có thể mua con dây đa năng này cũng được. Cắm vào đây cho em này. Đấy. Mua con dây đa năng này cắm đây cho em. Thì giá con này sẽ là 65.000 và cộng một cái dây này 35.000 nữa, chẳng hạn thế. Thì ví dụ các bác có con này rồi mà các bác có điện thoại iPhone thì cắm cái này. Mà điện thoại Samsung thì lại rút ra cắm cái này, rất là tiện luôn. Đấy, rất tiện nhá. Thì con này các bác lên cho em là củ sạc điện thoại, tức là cái này nó chỉ có củ thôi, không có dây nhá. Củ sạc đa năng, giá sẽ là 65.000. 65.000 cho con củ
giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000 cho con củ sạc đa năng như này. Tên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80k nhá. Đấy, con này giá sẽ là 80.000 các bạn này. Đấy, em vừa nãy nói nhầm là 65.000, con này là 80.000. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cây dòng thuốc đau đầu kinh niên. Con này thì hàng nội địa của Nhật và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một hộp này. Đó, 90.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì cũng là khá là nhiều luôn và nó là thuốc của thương hiệu OTC. Cái này thì nó là một cái dòng thuốc nam thôi, thuốc nam. Cho nên là các bác dùng thì nó rất là an toàn thôi. Đặc biệt là bác nào hay bị đau đầu lâu năm, đấy, đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. Đấy. Và nó sẽ là thuộc dạng gói như này này, thuộc dạng gói như này. Nó là thuốc nam mà, cho nên là cái này uống nó rất là an toàn luôn. Đó, thuốc nam. Cái này thì các bác uống rất an toàn. Giá sẽ là 90.000 cho một hộp như này nhá. Đấy, 90.000 cho một hộp như này. Và một hộp này của nó thì tới 100 gói này, 100 gói mỗi gói là đi 30g. Đây. 100 gói, mỗi gói 30g như này. Và nó là cái dòng thuốc nam nhá. Thuốc này thì các bác uống trực tiếp cho em. Đây. Đấy. Uống trực tiếp cho em nhá. Đóng gói đóng điếc của nó cũng rất là cẩn thận kỹ càng luôn. Đây con này. Đó. Nó là dòng thuốc nam. Đấy. Các bác uống trực tiếp cho em, rất là tốt luôn nhá. Đấy. Cho ra này uống trực tiếp cho em. Đó. Sẽ là 90.000 cho một hộp thuốc đau đầu kinh niên như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo các bạn này. Đấy, mắc áo. Bên shop sẽ bán theo một hộp như này là 10 cái. Một vỉ này là 10 cái nhá. Chất liệu của nó thì giá 10 cái sẽ là 65.000 nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là phần móc khóa này thì là bằng thép này, còn lại là bằng nhựa, nhưng mà nó là cái loại này nó là nhựa dẻo. Thì khi các bác sử dụng thì cái này nó rất là tiện ích luôn. Đây. Nhựa của nó là nhựa dẻo này. Đấy, nhựa dẻo quá thấy không? Nhựa này nhựa dẻo, nắng mưa thoải mái luôn. Ưu điểm của cái móc này là nó có hệ thống chống trơn hết nhá, có hệ thống chống trơn hết như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là ok. Đây, có hệ thống chống trơn hết nhá. Và có các cái đầu quặc như này để các bác quặc quần áo nhỏ này. Đấy, mình phơi những cái quần áo nhỏ hoặc là những cái phần áo có con đỉa thì mình phơi vào đây cho em. 65.000 cho một vỉ như này bao gồm 10 chiếc nhá. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là móc quần áo nhá. Móc quần áo. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo nhá, giá vo gạo. Giá vo gạo con này thì bằng inox 304. Giá sẽ là 75.000 nhá. Giá vo gạo inox 304 này. Đấy. Giá vo gạo inox 304. 75.000 cho một con giá vo gạo như này. Con này thì rất là tiện luôn, su 304 này. Các bác cho gạo cho riêng vào đây. Đấy, vo xong thì ở đây nó sẽ có cái phần lưới như này thì các bác đổ đi thì nó sẽ không bị mất gạo nhá. Bánh hõm như này rồi. Thì thứ nhất là các bác đổ nó rất là tiện ích và không mất gạo. Ngoài ra đựng gạo thì các bác có thể đựng rau, dạ, thực phẩm, thức ăn cũng rất là ok thôi. Nên cho em là giá vo gạo con này thì sẽ là 75.000 nhá. 75.000 cho con giá vo gạo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đánh trứng nhá. Máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 cho một con máy đánh trứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Hàng này thì nó là sử dụng pin rồi. Ngoài đánh trứng thì các bác có thể dùng để pha cà phê, pha ngũ cốc các thứ rất là ok. Đây nó có lẫy rồi, các bác chỉ cần sập cái này cho nó xong này. Đấy, bật lên là nó xoay các bác này. Xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy, xoay rất là tít luôn thì các bác dùng để mình đánh trứng, đánh cà phê rất là ok nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai đầu như này. Hai cái loại đầu như này các bác này, một cái đầu là hình gọng vó và một cái đầu lò xo như này. Đấy, các bác cứ lắp. Cứ lắp vào đúng lẫy cho em. Đấy, lắp vào đúng lẫy này, bật lên này. Đấy, nó có các số như này. Đấy, xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy. Mình dùng để pha cà phê rồi pha các cái loại hạt rất là ok nhá. Đấy. Giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đánh trứng, giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con máy đánh trứng như này. Hàng này thì nó sử dụng pin thì nó rất là tiện ích luôn. Hàng sử dụng pin thì hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em là xong nhá. Hết pin thì cắm sạc vào cho em là xong. Đó. Con này thì lên cho em là máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho con máy đánh trứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ca chiên dầu nhá. Đấy, ca chiên dầu. Thì đây nó sẽ là một cái bộ đôi như này, bao gồm là 2 chiếc.
Đấy, thì ví dụ như là các bác có muốn chiên tôm, chiên tép này, hoặc là chiên các cái đồ chiên khoai lang chiên các thứ, thì con này nó sẽ là bằng inox 304. Các bác đặt trực tiếp lên bếp, đổ dầu vào đây, sau đó thì mình cho gia vị vào đây, là cho các loại đồ mình chiên vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vớt ra như này là xong. Vớt ra như này, đó, nó rất tiện ích luôn. Các bác chiên khoai lang chiên hoặc là nói chung là các cái món đồ chiên thì dùng rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi, 100.000 cho cái bộ đôi ca chiên dầu như này nhá, 100.000. Bao gồm là một cái ca inox. Con này rất là dày dẫn, ngoài các bác dùng để chiên dầu thì các bác có thể dùng để mình làm ca gáo múc nước cũng rất là tiện ích luôn. Còn cái này thì các bác có thể dùng làm rổ để rửa rau này, hoặc là lọc thức ăn. Đấy, rất là ok. Đấy, hoặc các bác có thể để trên chiếc chậu rửa bát mình lọc cặn cơm nước cũng rất là ok luôn. Đó thì cũng là đa di năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ca chiên dầu. Giá sẽ là 100.000 cho một đôi như này nhá. 100k cho một đôi luôn. Đó, 100k trên một đôi ca chiên dầu như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo này. Đấy, các bác lên cho em là chảo hai quay, bỏ cho anh cả cái một quay đây. Con chảo hai quay này thì cũng khá là dày dẫn, cũng bằng chống dính bằng tổ ong như này nhá. Chống dính bằng tổ ong như này. Rất dày dẫn, chống dính bằng tổ ong, dày lắm. Đó. Con này thì sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là chảo hai quay chống dính. Giá sẽ là 100k. Đó, chảo hai quay chống dính là 110.000 nhá. 110.000. Còn con này thì các bác lên cho em là chảo tổ ong nhá. Con này thì sẽ là 140.000. Chảo tổ ong này. Chảo tổ ong giá của nó sẽ là 140k nhá. 140.000. Đó. Hoặc là các bác lên cho em là chảo một quay nhá. Con này nó sẽ là một quay như này. Còn con này nó sẽ là hai cái quay như này nhá. Hai quay như này. Hai con này thì cái con này thì kích thước của nó sẽ là to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút, đường kính của nó thì chắc là vào khoảng là 27-28 cm. Còn con này thì nó vào 24 cm. Đó. Hai con thì cũng gần bằng nhau. Đấy, con này thì nó sẽ sâu hơn một chút nhá. Sâu hơn một chút. Đó, còn con này thì nông lòng hơn như này. Đấy. Con chảo hai quay này thì sẽ là 110.000, 110.000 cho con chảo hai quay. Đều là chống dính bằng tổ ong hết nhá. Đó, còn con này thì sẽ là 140.000, 140.000 con này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn như này. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000, nó sẽ hình khẩu súng như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái súng như này và có sẵn các cái đầu như này luôn. Các bác chỉ cần lắp vào như này thôi. Đó, và mình bật lên. Bật lên chưa? Đấy. Máy rung rất là mạnh luôn. Rung rất là mạnh luôn. Đây, các bác đưa vào rung mình massage cổ vai gáy bắp tay bắp chân này. Đó. 170.000 cho con súng thư giãn như này. Có cho các bác là các cái loại đầu massage. Đấy, 4-5 đầu massage tất cả luôn, có 4 đầu massage và một cái cáp sạc đi kèm. Đấy, giá chỉ có 170.000 thôi. Súng thư giãn. Lên mã giúp cho em nó hình khẩu súng như này, lên cho em là súng thư giãn 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái ổ điện này. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng nhá. Đấy, con này trước em đang lên nó là màu trắng, giờ này em về cả màu xanh màu vàng như này. Đấy, nhưng bên em vẫn gọi là ổ điện trắng. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 2 ổ USB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ổ cắm. 2 ổ USB, 7 ổ cắm, có công tắc đóng ngắt. Giá của nó thì sẽ là 65.000 nhá. 65k. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng 65k. Dây thì nó sẽ là dài khoảng là trên dưới 2 m, trên dưới 1,5 m, tầm 1,5 m đến 2 m nhá. Tầm 1,5 m đến 2 m, nói chung là trên 1 m. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện. Dây điện vàng nhá, dây điện vàng. Đấy. Con này thì một cuộn của nó dài khoảng 20 m, dài khoảng 20 m. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 cái dây 150.000 nhá, 150.000. Đấy, ở đây thì ổ của nó là ổ đúc hết nhá, ổ đúc hết như này. Đó, ổ đúc hàng made in Japan cho các bác luôn. Đó, 150k thôi. 150k. Dây thì dài khoảng là từ 20 m trở về nhá. 20 m trở về cho các bác luôn. Dây dài 20 m trở về. Đó. Tiếp theo này thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái túi điện thoại nhá. Đấy, túi điện thoại đây. Thì con này các bác đeo vào thắt lưng này. Đấy, sau đó thì mình có thể để điện thoại này, rồi các loại giấy tờ này, rồi có cả móc đeo để các bác đeo móc khóa luôn. Hai cái đai này là để các bác đeo vào hông. Đó, thì các bác đựng điện thoại đeo vào đằng trước ấy. Rất là an toàn. Tiện, điện thoại to, thoại nhỏ đều đựng vừa hết nhá.
lên cho em là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá. 40k thì cái túi đựng điện thoại như này, giá chỉ có 40k thôi, 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhá. Đấy, một quận này của nó là 100 cái luôn. Kích thước của nó là 45 x 50, và giá thanh lý cho bác chỉ còn 35.000 cho một túi như này thôi. Đấy, tính ra một ngày mà các bác dùng hết vị chi là một ngày các bác dùng hết một túi thì 100.000 ba túi, như vậy là các bác dùng như vậy nếu mà tính ra thì chắc chỉ mất 100 con thôi. 100 con cho một cái túi đựng rác như này. Đấy, và nó đã có dập sẵn cái này rồi, về nhà các bác chỉ cần bóc ra cho em như này. Đó. Bóc ra thôi. Đó, các bác bóc ra cho em. Đó. Và ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác ấy luôn. 35.000 một túi nhá. 100.000 ba túi. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là túi để các bác đựng rác này. Đấy. Và có luôn cho các bác cả cái phần quai đây, quai nó nằm ở đây này. Đấy các bác, quai nằm ở đây. Thì các bác khi các bác dùng khi vứt rác thì mình giật cái phần quai này lên. Kéo cái phần quai này lên các bác nhá. Đó. Đây. Cái phần quai này các bác kéo lên chưa? Đấy. Quai này kéo lên. Còn cái này các bác bỏ rác vào đây. Túi thì trông mỏng này thôi nhưng mà rất là dài các bác này. Mỏng này thôi nhưng mà rất là dài. Thì các bác đựng rất là tiện ích luôn. Đó, rất dài nhá. Rất dài luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 35.000 cho một bịch như này. 35.000 và 100.000 là ba bịch luôn. Combo 100.000 ba bịch. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy xay Osaka nhá. Máy xay Osaka. Đó, nó sẽ là một con máy của thương hiệu Osaka của Nhật này. Đó. Con này thì giá sẽ là 145.000. Đấy, nó sẽ có các cái phần lưỡi xoay như này. Có phần lưỡi xoay này các bác đặt vào đây cho em này. Đấy là mình xoay này. Rất tiện ích luôn, đặt vào đây. Rồi, các bác chỉ cần là đưa vào là mình xay thôi. Xay thịt, xay tôm, xay cá đều được hết nhá. Nhấn nút ở đây luôn. 145.000 cho một con máy xay Osaka như này. Sử dụng điện 220V. Rất là tiện ích luôn. 145k nhá, máy xay Osaka. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp. Con này thì giá của nó sẽ là đi 260.000 và bên em bao ship, bao gồm một thân máy như này. Con này thì nó sử dụng con này trước em đang bán là 260.000, đợt này giá chỉ còn cho các bác 160 cành thôi. Cho con máy như này nhá. Đó, con này thì về các bác chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim, các bác lắp pin vào đây xem, 4 cái pin con thỏ nhỏ. Giá cực tốt luôn, giá này không bao gồm pin nhá. Về nhà các bác tự mua pin thôi. Đó, về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy, bác nào cũng nên có, đặc biệt là tuổi già thì nên sử dụng con này. Máy đo huyết áp 160.000. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Unica Japan này, nội địa của Nhật, hộp 5 mũi khoan tháp. Có tặng kèm cho các bác một cây lấy dấu luôn. 1 2 3 4 5, một cây lấy dấu. Đó. Thép của nó là thép gió phủ titan, giá sẽ là 180.000 đây. Đấy, lấy dấu này, đóng vào là có dấu luôn. Đây. Ấn vào này là có dấu các bác này. Đó, rất tiện ích luôn. Bao gồm là một cây lấy dấu và 5 mũi khoan, giá chỉ có 180.000 thôi. Hộp 5 mũi khoan tháp, hộp nhôm 180.000 nha, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xe nâng đồ nhá, bánh xe nâng đồ như này. Bao nhiêu nha? Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái chân bánh như này, chịu lực là mỗi cái là 150 cân. 150 cân thì tính tổng trọng tải là sẽ là đi 4 bánh là đi 6 tạ nhá. 4 bánh là 6 tạ. Và một cái con nâng như này. Đấy, các bác chỉ cần là đưa vào mình đây, nâng cái tủ của mình lên. Đó, nâng những cái tủ của mình lên, sau đó thì mình để cái chân này vào. Đấy, tủ lạnh, máy giặt, rồi đồ đoàn các thứ. Lên cho em là dụng cụ chuyển đồ nhá, giá sẽ là 80k, hàng Việt Nam chất lượng cao luôn. Hàng Việt Nam chất lượng cao, dụng cụ chuyển đồ. Dụng cụ chuyển đồ đa năng, giá sẽ là 80.000. Đó, đầy đủ đây.
Các bác nâng đồ lên sau đó thì mình đặt vào là xong, rất tiện ích luôn. Dụng cụ chuyển đồ 80.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái khò ga nhá. Khò ga thì nó sẽ có hai loại, một là khò ga đại, hai là khò ga đồng. Khò ga đại này thì sẽ là 90.000 đấy, còn con khò ga đồng này thì sẽ là 80.000 nhá. Khò ga đồng này là 80.000 đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái kìm kìm nhọn này đó. Kìm nhọn thì nó sẽ là hàng Nhật bãi như này, giá thì sẽ là 40.000 đồng chiếc thôi, 40.000 đồng chiếc kìm nhọn như này nhá, 40k, giá cực rẻ luôn đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính hai mặt nhá. Đấy, đây nó sẽ là một loại băng dính hai mặt như này để các bác dùng để mình dính nó băng keo trong hai mặt luôn. Các bác dính tủ, dính ổ điện rồi biết, còn nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện nhá. Băng keo trong hai mặt như này. Đấy, đây các bác bóc ra này, mình để dính đồ dính đoàn này nó hai mặt luôn. Giá gửi tới các bác, giá đợt này gửi tới các bác rất là tốt luôn, chỉ có 20k thôi, 20k cho một cuộn băng keo trong hai mặt thế này, 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá, kéo cắt cành trên cao rất tiện ích luôn. Con này thì các bác dùng để cắt cành trên cao, có kèm cả cưa và có cái đầu như này, về nhà các bác xỏ vào cho em, xỏ vào cái xào nhà mình ấy, giá sẽ là 130.000 nhá, 130k thôi con kéo cành trên cao như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật hẳn hoi luôn đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn thần tài nhá, đèn thần tài. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 thôi. Đợt này về cho các bác giá tốt 60.000, trước là 65.000. Các bác nâng lên cho em này, sau đó thì mình tháo ra này. Đấy, ở đây thì các bác lắp ngược lại cái này cho em. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác cái công tắc này, bật cái công tắc này lên. Chạm nhẹ mà nó sẽ lên này, chạm nó tắt này. Đấy, hoặc các bác có thể thổi được, thổi theo kiểu như truyền thống là mình thổi đèn nến ấy. Đó. Nhưng mà trước khi muốn thổi nó lên ấy thì các bác phải bật cái công tắc này trước nhá, pin nó lên này, pin lên này, các bác thổi đi. Đó, các bác theo. Đó. Thì con này rất là tiện luôn. Giá sẽ là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Các bác có thể để trên ban thờ, nó chạy bằng pin, sạc pin thì rất là an toàn. Đấy, và có cả điều chỉnh chiết áp luôn, điều chỉnh sáng tối luôn. Đó, bật lên này, bật lên cho em này. Đó. Đây. Con này thì đa di năng luôn, có cả điều chỉnh sáng tối nhá, rất là sáng đấy các bác. Mất điện các bác cũng có thể dùng ăn cơm ăn nước được. Đó, rất là tiện, nói chung là sơ cua khi mất điện. Đó, đây. Rất là ngon lành luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Một con đèn thần tài như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 cho con đèn thần tài như này nhá, 60k. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số các mã hàng của bên em mới về. Ở bên shop rất nhiều mã hàng mới về trong ngày hôm nay để lên video trân trọng gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái chổi tách nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em là chổi tách nước nhá. Đấy. Hoặc là lên cho em là chổi chổi lau nhà K9 nhá. Con này nó có mã là K9. Đấy. Con này thì nó tách nước luôn. Đó, đây là cái phần xoáy của nó này. Thì nó có đầu sẵn như này rồi, các bác về chỉ việc là kết nối vào cho em là xong thôi. Đây, kết nối vào đây. Đấy, các bác cứ kết nối đúng đầu cho em là ok thôi. Đấy, nó có đầu xoáy như này. Ở nhà các bác kết nối vào cho em. Đây. Cái này thì nó sẽ là lắp vào cái đầu này. Đây, khi về thì các bác rút cái này cho em, cái này nó còn một khớp nữa tầm 20 cm, các bác rút ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình sẽ xoáy cái phần đầu cán là vào cái phần cao này. Đấy. Tiếp theo thì cái nửa dưới này nó sẽ có gen ở đây. Các bác xoáy cho em cái gen vào đây này. Đấy. Cái này là phần gen bắt này. Đây. Các bác xoáy cái gen này vào đây cho em. Đây. Đây nó sẽ có cái gen này. Các bác xoáy cái gen này vào đây. Đó. Đây nha các bác, xoáy cho em cái đầu này vào đây này. Đấy, cái đầu này là cái đầu phần thấp nhất này, thì xoáy vào đây chị em. Xoáy vào đây cho em này. Đấy, còn đây là cái phần để các bác đưa lên đưa xuống mình vắt này. Đấy, nó sẽ vắt đảo chiều ly tâm như này. Và đây là các cái phần khúc nối thì các bác cho vào mình nối vào cho em. Đây. Đấy, cái này thì cắm vào đây. Cái này thì mình cắm vào cái nối vào cái này cho em này. Đó. Cái này là cái hệ thống của nó là tách nước tự động nha, các bác chỉ cần cho nước vào dưới này. Đấy. Vắt, khi vắt thì các bác đặt vào đúng tâm như này. Đấy là nó sẽ vắt cho các bác sạch luôn. Đó, đây.
Đấy, và nó giặt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy các bác nhá. Đó. Giặt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ. Đó, gọi là tách nước tự động. Thì lên xem là chổi tách nước. Giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, cái phần bàn lau của nó rất cứng cáp luôn này. Đấy. Có xoay đảo chiều hết nhá. Đấy. Có xoay, có đảo chiều như này. Thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đấy. Có xoay 360 độ có đảo chiều luôn. Đấy. Và khi mà cho vào xoay thì là nó sẽ xoay cái bàn này. Xoay cái bàn này. Đấy, và nó sẽ giặt ở đây luôn. Đấy, kết hợp giặt ở đây. Đấy, nó sẽ tạo sạch luôn và nước bẩn thì nó sẽ rơi xuống đây. Đó, nước bẩn nó sẽ rơi xuống đây. Thì nó rất là tiện, nó gọi là chổi tách nước nhá. Và các bác không cần phải đổ, các bác chỉ cần là mang ra ngoài. Sau đó thì xoáy cái van này ra, xả đi cho em là xong. Xoáy cái van này ra, xả đi. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Có quai sách như này nhá, có quai sách như này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác nhá. Đấy, khi vắt thì mình lừa nó vào đây này. Đấy. Đấy. Các bác cho nó ăn vào cái tâm của nó này. Cho nó ăn vào cái tâm của nó. Sau đó thì mình đẩy cái này xuống này. Đấy, nó vắt rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Rút lên rút xuống, xoay rất là ngon luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Lên cho em là chổi tách nước 180.000 các bác nhá. Lắp vào thì nó khá là dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3. Đấy, tầm khoảng 1m3 các bác nhá, tầm khoảng 1m3. 1m2 1m3 thoải mái cho các bác sử dụng. Màu sắc đẹp. Đấy, lau rất là ngon luôn nhá. Lau rất là ngon luôn. Lên cho em là chổi tách nước này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã chổi. Đó là cái chổi này là gì? Các bác lên xem là chổi lau nhà nhá. Con này thì bỏ anh đi biển ra đây. Chổi lau nhà. Con này thì nó cũng lắp đặt như vậy thôi. Và con này thì nó sẽ có hai phần vắt riêng. Đấy. Hai phần vắt riêng. Đây. Đấy. Hai phần vắt như này. Hai cái vắt như này thì là các bác muốn dùng cái nào thì dùng. Một cái là bông mịn như này. Đấy, hai cái mẫu bông như này. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em xong. Đây. Lắp vào đây. Đấy, lắp vào cái phần này. Nó có cái lẫy để các bác sập nó vào là xong nhá. Sập nó vào là xong. Cái này thì các bác lên cho em là chổi lau nhà nhá. Đấy. Sập nó vào này. Đó, nó có cái lẫy này các bác sập hết vào cho em. Sau đó thì mình xoáy vào thôi. Đấy, xoáy vào. Nó có các cái phần kết nối đây, các bác cứ xoáy vào cho em là xong. Đây. Đấy, cái phần này thì các bác xoáy vào đây. Phần này xoáy vào đây nhá. Đó. Sau đó thì các bác xoáy tiếp cái phần đầu trên này vào. Xoáy cái đầu trên này vào là mình sử dụng thôi. Đó. Là khi các bác vắt là cho vào đây là nó vắt này. Đấy. Cho vào đây là sẽ vắt luôn. Ở đây thì các bác rút dài cái này ra cho em này. Cái này thì nó rút ra nó khá dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3 đấy. Cũng thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, và bắt đầu các bác cho vào mình vắt này. Đấy. Cho vào đây mình vắt này. Đấy, các bác thấy không? Cho đây mình vắt rất tiện luôn nhá. Đó, con này thì nói chung là ứng dụng thì rất là tiện rồi. Đó. Và cũng rất là dài luôn. Đây. Chiều dài của nó thì nó cũng tầm khoảng đây. 1m2 1m3, hai con này thì cũng tương đối bằng nhau. Đây, hai con chổi này tương đối bằng nhau này. Đó. Và đây là cái phần xoay của nó này. Phần xoay của nó này. Dưới có bánh xe này. Đấy, dưới có bánh xe. Con này thì các bác phải đổ nước đi thôi, nó chứ không nó không có van xả các bác nhá. Con này thì không có van xả, các bác dùng xong thì các bác đổ đi. Đó. Thì giá con này sẽ là 200 mấy? 200 mấy. Lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà, giá sẽ là 250.000 nhá. Thùng lau nhà 250k. Đấy. Con này thì sẽ là 250.000, bên em sẽ bao ship nhá. 250.000. Bao ship về tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên cho em là thùng lau nhà. Đấy. Các số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Chào các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên lên cho bác đó là mùa hè rất là nóng bức và các bác nên mua cho mình một cái quạt xanh như này nhá. Quạt xanh tích điện, giá thì chỉ có 55.000 cho một con quạt xanh tích điện như này thôi. Có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đó. Con này thì 55.000 và nó rất là tiện ích nhá. Các bác đề phòng khi mình mất điện này. Đấy. Đề phòng khi mình mất điện hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Đây. Nó có công tắc có 3 số luôn. 1 2 3 này. Đấy, 1 2 3. Nó sẽ có 3 số như này. Đấy, và các bác có thể nâng lên tụt xuống này. Đấy, nâng lên tụt xuống rất là ngon luôn. Đó, và ngoài ra thì các bác có thể là gấp gọn như này, gấp gọn này.
rất là tiện luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 55k nhá. Công tắc tắt vào từ đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh, giá sẽ là 55.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về thì các bác cái bật lửa Zippo thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Màu vàng và màu bạc như này. Hàng của Mỹ, USA này. Đó, USA hàng của Mỹ nhá. Made in USA các bác này. Đó, made in USA hàng của Mỹ. Đó, bật lửa Zippo cực kỳ là ngon luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 nhá. 95k. Đó. 95k cho con bật lửa Zippo như này. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bếp ga mini nhá. Bếp là ga mini 100.000 đó. 100.000 thì bếp ga mini như này các bác dùng thì mình mang đi du lịch đi phượt này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy. Đấy, đi du lịch đi phượt. Rất là đẹp nhá. Đó, các cái phần kết nối đều bằng đồng hết này, kết nối ga bằng đồng hết. Đây là cái phần chân đế của nó này. Đó, chân đế của nó đây. Rất tuyệt vời luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bếp ga mini như này, nhỏ gọn tiện lợi. Đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bếp ga đơn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Con này thì cũng rất là tiện này. Đấy, đánh lửa tự động này. Đấy, lắp bình ga vào đây cho em. Đó, rất là dày dẫn chắc chắn nhá, rất dày dẫn chắc chắn. Thì con này các bác có thể dùng để mình đun ở phòng trọ này, đun ở nhà này, rồi nói chung là ăn lẩu ăn yếc cũng được. Nhà bác nào mà hay ăn lẩu dùng bếp ga, đấy, nguồn điện yếu dùng bếp ga thì mua con này cho em. Bếp ga đơn 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khô, giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Đây sẽ là một cái dòng nước hoa Nhật cực kỳ thơm luôn. Đấy. Nước hoa Nhật cực kỳ là thơm nhá. Bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, cái giá của nó rất là hạt rẻ luôn các bạn. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30k cho một cái 30k trong cái hộp nước hoa này thôi. Đấy. Giá rất hạt rẻ, giá rất tốt để trân trọng gửi tới các bác này. Đấy. 30k trong một hộp bao gồm là 4 hộp nhỏ bên trong. Đấy. Nó sẽ có 4 hộp nhỏ bên trong như này các bác này. Đấy. Và nó thuộc dòng là sáp khô như này. Sáp khô này các bác này. Đấy. Các bác có thể bôi trực tiếp lên tay này này. Đấy. Đây. Rất thơm luôn nhá. Lên tay, lên nói chung là lên đâu cũng được, rất là tiện. Đấy, nước hoa khô nhá. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, đẩy ra này mình bôi sập vào này. 30.000 cho 4 hộp nước hoa thơm như này nhá. Đấy. Lên cho em đó là nước hoa khô nhá. Giá sẽ là 30k cho một hộp như này. 30k cho một hộp nước hoa thơm này thôi nhá. 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọ xịt bếp nhá. Đấy, cái này để các bác xịt bếp này. Đấy, khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này thì giúp cho các bác là tẩy rửa vệ sinh bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tốt luôn. Đấy, đặc biệt là bếp nhá, các vết dầu mỡ vết bám nhá. Giá thì sẽ là 50k cho một lọ xịt bếp như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Lên theo là xịt bếp, giá sẽ là 50.000, chuyên tẩy dầu mỡ các thứ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi. Thì con này dùng rất là tiện. Thứ nhất là không bị bong các cái phần dây thép ra nó ảnh hưởng nhá. Thứ hai các bác dùng để mình trà cọ kỳ rửa không cần phải động tay vào xà bông nhá. Và các bác có thể cho xà bông trực tiếp ở đây luôn. Đấy, kỳ cọ đánh rửa cho trực tiếp ở đây dùng rất tiện. Giá sẽ là 15k thôi. 15k trong cái cọ nồi như này. Lên cho em là cọ nồi 15k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút thổi bụi nhá. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện. Công suất của nó sẽ là 1000W luôn. Đấy, 1000W, con này chạy cực kỳ khỏe luôn. Đây. Con này thì dùng thì thôi rồi luôn các bác nhá. Dùng rất là đã luôn. Cả hút cả thổi luôn. Giá sẽ là 260.000. Đó. 260.000 cho con hút thổi bụi như này thôi. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên thuốc dán nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp thuốc dán. Một hộp này của nó là 12 viên. Đấy, đây nó sẽ có cái hộp bên trong này, nó là dòng cái này, nó là dòng viên này, nó là viên một hộp như này và viên của nó là viên thuốc sinh học nhá. Cực kỳ là an toàn luôn. Đó, và không độc hại nhá. Đấy, một hộp này là 12 viên. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là 50.000. 50k trong hộp như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan luôn nhá. Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật luôn. Đó, thuốc dán toàn chữ Nhật hết này.
Cái này nó sẽ diệt là rán mẹ, rán con này, tổ rán này, rồi trứng rán luôn nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, các loại rán luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong con đèn phễu này thôi, siêu sáng luôn, có dây đeo này, có cáp sạc này và có báo pin này, có báo pin, có sạc ra cho điện thoại đầy đủ luôn. Đấy, rất sáng các bác này. Đó, rất sáng luôn. Đây. Đây các bác quan sát này. 95.000 một con đèn sáng kinh khủng luôn. Đó, có 3 chế độ nhá. Đó, sáng mạnh, sáng vừa này và nhấp nháy này. Sáng lắm các bác. Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá của nó sẽ là 95.000. 95.000 cho con đèn phễu này thôi. Lên xem là đèn phễu giá sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn dây sạc nhanh nhá. Hàng của iPhone sẽ bao gồm cho các bác là một dây. Đấy, một dây và một củ như này. Một dây và một củ như này. Hàng của iPhone dùng để sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì siêu rẻ rồi. Chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này nhá. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái ép tỏi này. Con này thì dùng rất là tiện rồi. Hàng thương hiệu Winling của Đức, hai hình người. Inox 304. Đây. Đấy, các bác cho tỏi cho hành vào đây, mình chỉ cần ép phát này là nó sẽ ra đầu này luôn. Rất là tiện luôn. Ép tỏi giá của nó sẽ là đi 100k cho con ép tỏi như này, 100.000 cho con ép tỏi này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm Hàn Quốc này. Kẹo sâm Hàn Quốc này, một bịch này của nó thì sẽ là 5 lạng. Giá sẽ là 90k cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Hàng của thương hiệu Hàn Quốc, made in Korea. Đó. Nguyên 100% là sâm tự nhiên. Dùng thì cực kỳ là thơm luôn. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đó. 100% Hàn Quốc chính hãng nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có cho các bác là đi 90.000 thôi. Đấy. Rất chất lượng luôn. Đó, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Korea. Đây, Korea, made in Korea. 90k cho một gói như này nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng xịt rửa xe nhá, súng xịt rửa xe. Đây là cái đầu lắp của nó này, về nhà các bác kết nối vào này. Đấy, và đây là cái đầu súng này. Và các bác xoáy cái này thì nó sẽ ra nhá. Súng xịt rửa xe 150k. 150k cho cái súng xịt rửa xe như này thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Dung tích là 1,5 lít. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ nha. Màu rất đẹp luôn. Bên shop về thì nó sẽ có mấy màu, màu xanh, màu đỏ, các màu luôn. Hàng quân đội Mỹ, dung tích là 1,5 lít. Inox 304, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ. Cái nắp này dùng để làm cốc uống nước được luôn. Đó, rất chất lượng nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Bình nhiệt quân đội Mỹ 190.000. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã đài FM, 260.000 cho cái đài FM như này. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ làm con đài rất là ngon luôn. Đấy, cho em chế độ FM như này nhá. Sau đó thì bật lên này. Đấy. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần là dò tần sóng này này. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất hợp lý các bác nhá. Chỉ có cho các bác là đi một con đài FM này 260.000 thôi. Đây các bác này. Đấy. Hàng thì sẽ là hàng của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan này. Đó, có pin, có cáp sạc đằng sau đầy đủ này. Đó, hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Đó. Hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa từ khi sử dụng sản phẩm đã luôn. Đấy, các bác dò đây xem này. Đó. Rất tiện ích luôn. Con này thì ngoài chức năng là đài FM này, nó còn có các cái chức năng khác như là các bác có thể bắt MP3 để nghe nhạc rất là ok đấy, và Bluetooth này, kết nối này đấy, kết nối các giác nữa này, và có đồng hồ này, có đồng hồ. Về có đồng hồ, các bác chạy đồng hồ thì tháo cho em cái lót này ra. Đó, đẩy lên xuống là đồng hồ chạy, tiện ích lắm. Đó, rất đa di năng luôn nhá. Đây, điều khiển đồng hồ ở đây này. Đó, chỉnh giờ đằng sau này, rất tiện luôn. 260.000 lên cho em là đài FM nhá.
260.000 một con đấy với em này. Được, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái kính mắt đổi màu nhá. Con này thì có hộp biếc đàng hoàng, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000 cho một con kính mắt đổi màu như này các bác này. Đó. Khi các bác đeo vào thì nó sẽ đổi màu phù hợp với ánh sáng các bác nhá. Đấy, phù hợp ánh sáng này. Đấy thì các bác dùng rất là thích luôn. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng rồi. Đấy, khung gọng bằng thép cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Lên xem là kính đổi màu nhá. Các bác đi dày nắng, dày mưa đều ok hết nhá. Dày nắng, dày mưa, dày dâm đều ok hết, rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là đi ban ngày, ban đêm đều ok hết. Giá thì sẽ là 150.000. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Có hộp yếc đàng hoàng luôn, hộp yếc các thứ chống sức đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, mình bỏ vào hộp này mình dùng cho nó tiện này. Lên xem là kính đổi màu, có hộp yếc đàng hoàng, hàng của Nhật nhé. Kính đổi màu 150.000. Kính đổi màu này. Kính đổi màu nhá. Lên xem là kính đổi màu. Giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn 100.000 nhá, 100.000 cho con kính đổi màu như này. Đấy, 150.000 gạch đi, giá chỉ còn 100.000 thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này. Đấy, nôm na là về nhà các bác chỉ cần là xoáy quả bóng điện cũ ra, xoáy vào cái đuôi mới cho em và xoáy cái đuôi này vào cái đuôi mới này. Và cái đuôi cũ của các bác ấy là mình dùng được thôi. Nó sẽ có cảm biến chuyển động, có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó tắt nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đuôi trực tiếp. Đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này, đuôi hai đầu xoáy trực tiếp nhá. Xoáy trực tiếp giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000. Đó, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái bình tông 2 lít nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con bình tông 2 lít như này. Hàng inox 304. Đấy, hàng inox 304, hàng của Nga Ngố nhá. Hàng của Nga Ngố. Hàng của Nga Ngố rất ngon lành cho bác luôn. Đây, CCCP này. Hàng của Nga Ngố và có cho các bác là một cái bao da đeo như này, rất đẹp, rất lịch sự luôn. Giá sẽ là 130.000. Lên theo là bình tông 2 lít nhá. Bình tông 2 lít này. 2 lít 130.000 nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nhẫn đồng hồ nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một con nhẫn đồng hồ như này, rất là đẹp các bác này. Đấy. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con nhẫn đồng hồ như này các bác này. Đấy, đeo vào tay cho em này. Đó. Vừa làm nhẫn vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp, rất lịch sự nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn đồng hồ. Giá của nó sẽ là đi nhẫn đồng hồ 50 à? Nhẫn đồng hồ giá chỉ có 35.000 thôi nhá. Nhẫn đồng hồ này. Lên cho em là nhẫn đồng hồ. Giá sẽ là 35.000, 35.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ nhá. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá, hộp lưỡi câu. Một hộp này thì nó sẽ là khoảng từ 70 đến 100 chiếc nhá. Và đủ kích thước, đủ mẫu cho các bác luôn. Đây. Đấy. Một hộp này thì sẽ là từ 70 đến 100 chiếc, đủ mẫu, đủ kích thước, tha hồ các bác sử dụng luôn. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 20 cành thôi. 20 cành cho một vỉ lưỡi câu như này nhá. 20.000. Lên xem là vỉ lưỡi câu, giá sẽ là 20.000 cho một vỉ một hộp như này. Hộp lưỡi câu, giá sẽ là 20.000. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 20.000 cho một hộp lưỡi câu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ly đồng nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái ly đồng như này. Đấy, ly đồng như này nhá. Nó rất đẹp các bác này. Đấy. Một cái ly đồng rất là đẹp luôn. Và giá thanh lý cho các bác 40.000 cho một con ly đồng như này nhá. 40.000 cho một cái ly đồng như này. Đấy, 40.000 cho một ly đồng như này. Đấy, rất đẹp các bác này. 40.000 một chiếc. Lên cho em là ly đồng. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm, miệng của nó thì vào khoảng là 2,5 cm nhá. Rất đẹp, các bác có thể dùng để mình tiếp khách này. Đấy, chè chén hoặc là các bác dùng để mình cúng lễ cũng rất là ok nhá, ly đồng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái và lên mã giúp cho em đó là cái đây nó sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu nhá. Đây sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Đây, nồi chiên ngập dầu hàng của Nhật, đường kính của nó là 20 cm. Hàng của Nhật đường kính 20 cm các bác này. Đó. Một con nồi chiên ngập dầu như này. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái nồi chiên ngập dầu như này nhá. 100.000 cho cái nồi chiên ngập dầu như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. 100.000 cho cái nồi chiên ngập dầu như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ba tô nhá, bộ ba tô như này. Đấy, bộ ba tô. Bao gồm là ba cái tô các bạn. Đấy, ba cái tô như này nhá. Bộ ba tô. Hàng inox như này nhá. Bộ ba tô.
Hàng khá là to đẹp dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Ba cái tô như này. Cái bộ ba tô này bao nhiêu đây? Vật muỗi. Bộ ba tô như này nhá. Đấy, lên cho em là bộ ba tô. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. 90k cho cái bộ ba tô như này nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ ba tô như này. Sản phẩm hàng của thương hiệu Willing của Đức này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Con bé nhất này thì của nó đường kính của nó sẽ là dung tích của nó là 700ml nhá. Con to này là 1 lít 2 và con to nhất này của nó là gần 2 lít, 1 lít 8 này. Đấy thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm. Đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết nhá. Đấy, bộ ba tô như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vật muỗi đứng nhá. À vật muỗi đứng đúng rồi. Đấy. Thì đây nó sẽ là một con vật muỗi như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có cả chân đế sạc hẳn hoi nhá. Đấy. Có chân đế sạc về nhà thì các bác muốn sử dụng mà bắt muỗi ban đêm thì các bác bật cái đèn này lên cho em này, bật cái đèn hồng này lên. Đó. Sau đó thì các bác cắm cái cục sạc này vào trong ổ điện thoại nhà mình thôi, cắm vào cái củ điện thoại nhà mình là xong. Đó. Đây. Thì nó dùng để vừa để bắt muỗi vật muỗi các thứ này các bác này. Đó, và ánh điện rất là mạnh luôn nhá. Đấy. Hàng dày dẫn cực cứng cáp ngon lành thành đào cho các bác luôn. Đó. Có chế độ bắt muỗi tự động này, vừa làm đèn ngủ vừa bắt muỗi tự động này. Đấy. Lên mã giúp em là vật muỗi đứng, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cái vật muỗi đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm pha trà dung tích là 1 lít. Con này đang bán bao nhiêu đây? Giá thì chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 cái ấm pha trà dung tích 1 lít như này. Có kèm cho các bác là một cái lưới lọc luôn. Đấy các bác cho trà, cho cà phê, cho các loại hạt vào đây nha. Xoáy vào. Đó, sau đó thì mình châm nước vào thôi là mình sử dụng thôi. Pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Rót thì nhấp vào đây cho em này. Đấy. Lên cho em là ấm pha trà giá sẽ là 100.000 nhá. Dung tích 1 lít. Ấm pha trà giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Giá thì sẽ là 80.000 cái bóng tròn tích điện như này. Đấy. Ở đây thì có cả cho các bác là một cái điều khiển luôn, một cái điều khiển như này nhá. Đấy, một điều khiển, một dây cắm sạc, một điều khiển này và một con bóng như này. Đấy. Về nhà thì các bác có thể là sạc pin vào cho em. Con này thì nó sẽ là bị hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em là mình dùng thôi. Bóng tròn tích điện giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một em bóng tròn tích điện như này. Đấy. Rất là sáng luôn mà dùng nó rất là tiện. Ở đây con này thì nó đang bị hết điện hết rồi. Thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá. Đấy, sạc vào cho em. Đấy, nó hết điện các bác nhá. 80.000 thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ máy qua lên mã giúp cho em đó là máy hút bụi đại. Đấy. Con hút bụi đại này thì khá là nhiều chi tiết luôn, nó rất là to, công suất của nó là khỏe lắm. Và nó sử dụng điện 220V nhá. Đây. Đấy, một cái đầu ống hút như này các bác này, một cái đầu ống hút như này các bác có thể kết nối vào cho em này. Đấy. Một đầu ống hút như này. Và một thân máy khá là to luôn, sử dụng điện 220V. Và công suất của nó thì rất là khỏe luôn các bác. Đây, công tác ở đây các bác này. Đấy. 1000W công suất cực khỏe luôn. Em test cho các bác xem luôn. Đây. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đây. Cắm điện 220 bật lên này. Đấy, bật lên. Hút này. Hút được các bác này. Đấy, hút rất là mạnh nha. Có công tắc ở đây nha. Đấy, hút rất là mạnh các bác này. Đấy, các bác thấy nó hút khủng khiếp luôn nha. Lên cho em là hút bụi đại nha. Hút bụi đại. Giá thì sẽ là. Con hút bụi đại này bao nhiêu đây? Hút bụi đại này bao nhiêu đây? Rất là nhiều các loại đầu kết nối đầu hút luôn. Lên cho em hút bụi đại nhá. Giá của nó sẽ là 450.000. 450k cho em hút bụi đại như này. Rồi ok. Hello chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho bác cái bộ dao Đức này. Đấy. Bộ dao Đức, hàng thương hiệu Willing của Đức nhá. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì hàng đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000 nhá. Đấy, bộ dao Đức này. Đấy. Lên cho em là bộ dao Đức nhá. Bộ dao Đức giá thì chỉ có 750k thôi. 750.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn cho một bộ dao như này. Khi các bác nhận hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ như này nhá. Giá đỡ bằng inox 304. Dày dẫn chắc chắn, sáng bóng đẹp. Đấy, inox 304, hàng thương hiệu Willing hay người này. Tiếp theo là nó sẽ đến bộ dao thì nó sẽ bao gồm cho các bác là sản phẩm đây. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Hàng này nó sẽ là hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Bộ dao đây. Đấy.
tem mác các thứ đàng hoàng này. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho bác luôn. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà như này. Đấy, con này thì cắt gà cắt cá, thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Con kéo cắt gà này, con kéo gà này thì đấy, đây nó sẽ là một con kéo cắt gà như này, rất dày dẫn chắc chắn. Đây, rất dày dẫn chắc chắn như này nhá. Đó, một con kéo cắt gà này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con liếc mài này, liếc mài nhá. Liếc mài này thì các bác phải dùng cho em là từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài. Đấy, từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài, dao nó rất là bén. Tiếp theo là một con dao dao gọt này, đây, con dao gọt như này. Đấy. Một con dao gọt như này các bác nhá. Đấy, con này dài khoảng 20 cm. Nguyên linh đây. Nguyên linh made in Germany đây các bác nhá. Đó, made in Germany. Đó. Tiếp theo là đến một con dao một con dao thái này, đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Đây, đấy các bác thấy không? Dọc rách cửa lấy bóng này là các bác biết rồi. Hàng rất bén luôn. Một con dao thái này. Đó, một con dao thái như này. Đó. Thì các bác cho đây cho em. Đó. Tiếp theo nữa là đến một con dao dao chặt thì nó sẽ có hai con nhá, một con bản dày và một con bản mỏng. Đây, một con bản dày, một con bản mỏng như này. Đó, một con bản dày, một con bản mỏng. Bỏ vào đây cho em. Đó, đây. Đấy, rất vừa xinh luôn các bác nhá. Đó, combo cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là bốn con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ nhá. Bốn dao, một kéo, một liếc, một giá đỡ. Đó. Combo cho các bác một cái bộ dao như này. Đấy, bây giờ nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này thôi đã phải mất tầm khoảng 150.000 rồi, 150.000 trong cái giá đỡ như này rồi. Đấy, 150.000 trong con giá đỡ như này rồi nhá. Đấy, thế mà combo cho các bác là bao gồm là bốn dao này. Đấy, bốn dao. Đây. Bốn con dao như này. Bốn con dao như này nhá. Đấy, bốn con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ, combo cho các bác. Giá chỉ có cho các bác là 750.000 thôi nhá. 750.000. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao Đức nhá, 750.000. Giá đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. Hàng này nó rất là nặng, nguyên phí ship không nó mất 50.000 rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn LED trợ sáng nhá. Đây. Đấy, các bác lên cho em là đèn trợ sáng này, có ốc ác các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Ốc vít các bác đầy đủ cho các bác này, ốc bắt vít biếc đầy đủ, về nhà các bác bắt trực tiếp vào cái thiết bị của mình cho em. Đây, bắt vít vào đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá. Giá sẽ là 40.000. Con này thì về nhà nó sẽ là đèn bi cầu lồ như này, rất sáng luôn. Về nhà các bác đấu vào ắc quy cho em, đấu vào bình ắc quy cho em là xong nhá. Đó. Các bác đấu trực tiếp vào bình ắc quy cho em. Đấy, thì mình lắp vào xe máy hoặc xe đạp điện đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá thì cũng cực kỳ là ưu đãi cho các bác thôi. Giá rất ưu đãi nhá, 40.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho con đèn trợ sáng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn chải nhá. Đấy. Bàn chải quần áo này. Đấy, lên cho em là bàn chải quần áo. Giá thì sẽ là 15k cho một con bàn chải quần áo như này nhá. 15.000 một chiếc thôi. 15.000 chiếc bàn chải quần áo như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ rửa này, quần áo hoặc các thiết bị khác đều ok hết nhá. Đấy, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khóa chống trộm. Khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ là có còi hú cho các bác luôn. Đấy. Nó sẽ có còi hú này. Khi các bác sử dụng thì là cái còi hú nó sẽ kêu. Đây con này. Đấy, đây con nhá. Đó, đây. Đấy, khi các bác đảo chiều này cho em là còi nó sẽ kêu này. Đấy, rút ra này. Đấy, khi các bác dùng thì nếu mà các bác không muốn dùng chống trộm, chức năng chống trộm thì các bác dùng bình thường cho em. Còn nếu mà các bác muốn dùng chức năng chống trộm thì các bác đảo chiều đi cho em nhé. Đấy. Khóa chống trộm như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đa di năng cho các bác luôn nhá. Đấy, đa di năng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đây một con khóa chống trộm như này. Giá chỉ có cho các bác là đi các bác sử dụng thì cái bên này nó sẽ là cái khóa bình thường nhá. Còn các bác muốn đảo chống trộm thì các bác đảo đi cho em, đảo đi như này. Đấy, đảo đi như này. Đấy, rút chìa ra này. Đó. Có người động vào nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy. Nó sẽ hú này luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Còn các bác muốn khóa bình thường thì các bác lại đảo chiều đi. Đảo chiều đi nó sẽ là một khóa bình thường. Còn các bác muốn chống trộm thì các bác cho cái chiều này cho em. Đó. Đấy, có người chạm vào nó sẽ hú này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nha các bác nhá. Đó, kêu rất là to luôn. Kêu rất to luôn. Các bác lên cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái túi táo khô nhá, táo khô. Đấy, hàng thì nó sẽ là nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đó. Quả to đều đẹp nhá, giá thì chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là táo khô, giá sẽ là 70k cho một bịch táo khô như này nhá, 70k cho bịch táo khô như này. Dòng này thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ăn trực tiếp hoặc là mình ngâm rượu hoặc là mình hãm nước uống đều ok hết nhá. Lên cho em là táo khô, giá sẽ là 70k trong bịch như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ô tô đồ chơi nhá. Đây. Ô tô đồ chơi dành cho trẻ em, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây, đầy đủ một hộp như này. Đấy, nó vào khoảng là 30 cái nhá.
một hộp này khoảng 30 chiếc luôn, 30 chiếc. Đó, và dòng này của nó sẽ là dòng cót nhá, dòng cót. Đấy, thì ô tô cót như này, dùng nó rất là tiện, thì các bác có thể dùng cho các em nó vui chơi, đấy, rất sáng tạo. Đấy, mua về thì tất cả lớn bé đều chơi được hết nhá, rất là tiện luôn. Nên thì em là ô tô đồ chơi, giá của nó sẽ là 80k cho một hộp như này nhá, 80k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 30 chiếc luôn, thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá thì sẽ là 55.000. 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Thì nó về nhà thì có ốc vít thì được các bác bắt vào tường cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bắt bóng vào đây, đấu điện vào. Đấy, và có chế độ là sáng ban ngày ban đêm hay là sáng 24 giờ. Đó, và có chế độ điều chỉnh thời gian, nói chung là có người đi đến thì nó sẽ sáng và không có người nữa thì nó sẽ tắt, nó rất là tiện. 55.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc ắc quy. Thì con này nó sẽ là sạc được bình của nó là 12V nhá. Đấy, 12V. Con 12V này thì sẽ là con 12V này thì sẽ là 190k nhá. Còn con cả 12 cả 24 này thì con 12 24 này thì sẽ là 290.000 và bao ship. Đó, thì có hai mẫu như này. Một mẫu là sạc bình nguyên 12V, còn một mẫu là sạc cả 12 cả 24. Con này thì ngoài tính năng là sạc nhanh này, rồi khử xung phát này, chống đảo chiều các kiểu, con là điều luôn, thì nó rất là tiện cho các bác sử dụng đây. Đấy, hàng này thì xuất đi nhiều nước nhé, Anh, Pháp, Mỹ, Châu Âu luôn. Đó, khử xung phát, chống đảo chiều có hiện giờ các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Nó là dòng sạc ắc quy thông minh, bây giờ không ai người ta dùng cái sạc truyền thống nữa, các bác cứ dùng cái sạc thông minh này cho em. Đấy, nhà các bác đi xe đạp điện các thứ thì mình cũng dùng con này, nó rất là tiện nhá. Đấy, để sạc ắc quy thường này hoặc là xe đạp điện các thứ đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng. Đấy, nó sẽ có mấy màu như này. Có màu xanh, có màu màu nâu này. Đấy, màu đỏ đậm này. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một con áo mưa choàng như này nhá. 100.000 một chiếc. Đây, có cả kính chắn các thứ đàng hoàng như này luôn. Một con áo mưa choàng như này, 100.000. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác khoảng 150 đến 200 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đây, khăn rất là to, dày dặn chắc chắn cho bác luôn. Khăn to dày dặn chắc chắn. Kích thước của khăn thì nó sẽ là một chiều là 70 và một chiều là 1m4. Hàng to khổng lồ luôn các bác nhá. To khổng lồ luôn. Đây các bác này. Đấy, hàng to khổng lồ như này. Một chiều 70 và chiều 1m4. Chất bông của nó thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Đấy, con này dùng rất là thích luôn. Các bác có thể mua về để mình dùng làm khăn tắm rất là tiện, hoặc là các bác có thể dùng để mình lau rửa ô tô các thứ cũng rất là ok. Đấy, thì các bác dùng đa di năng được luôn. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này các bác nhá. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trục đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu đồng hồ dây da này, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, đồng hồ dây da hàng siêu đẹp cho các bác luôn nhá. Đây các bác này. Hàng rất là đẹp luôn. Đây các bác thấy chưa? Đó, dây da rất là đẹp luôn nhá. Và giá thì một cái mẫu đồng hồ dây da cực đẹp các bác nhá. Đấy các bác này. Đấy, đồng hồ dây da rất là đẹp luôn. Mặt này, đấy, mặt sáng đẹp các bác nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Giá của nó sẽ là 95.000 nhá, 95.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da giá sẽ là 95k. Đây, các bác này. Đeo vào thì cực kỳ là mượt luôn các bác này. Đấy, lấy cái bút. Đeo vào cực kỳ là mượt luôn các bác nhá. Đấy, rất đẹp các bác này. Số dạ quang đẹp nhá, số dạ quang đẹp cho các bác luôn. Đấy, và có các cái trang trí các cái đồng hồ nhỏ trang trí bên trong. Đó, hồ nhỏ này trang trí thôi nhá. Đó, rất đẹp các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dạ quang này. À, đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đồng hồ dây da này, đồng hồ dây da nhá. Dây da giá sẽ là 95k cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cọ rỉ nhá, cọ rỉ đây. Cái này các bác thì dùng để đánh sắt này, đánh rêu này, rồi đánh bẩn, đánh xoong, đánh nồi đều được hết nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái chỗ cọ rỉ như này. Đây, các bác có thể dùng để mình kỳ cọ này, kỳ cọ đánh rửa này. Đấy, đánh rửa xoong, nồi, bát, đĩa rồi nói chung là tất cả. Đây, rất là tiện nhá. Xong nồi bát đĩa rồi đánh rêu, đánh mốc đầy đủ cho bác luôn. Nên thì em là cọ rỉ nhá, chổi cọ rỉ giá sẽ là 15k cho một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng này. Một quận này của nó thì khoảng là 20m nhá, một quận này khoảng 20m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một quận dây như này. Đấy, 150k các bác nhá, 150.000 thôi.
Các bác lên cho em là dây điện vàng nhá. Chiều dài của nó khoảng 20 mét, có đèn báo này. Đấy, hàng nội địa của Nhật có đèn báo đây. Và có 1 2 3 4 chân cắm như này. Có 4 chân cắm có đèn báo nhá. 4 chân cắm có đèn báo. Con này thì dây của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Đây đã giúp cho em đó là dây điện vàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Đó, 150.000 một quận. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác con sản phẩm đó là con dao thái lỗ của Nhật này. Đấy, thái lỗ của Nhật. Đây, hàng made in Japan này, made in Japan. Đó, đây, hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Dọc giấy bóng cái loại giấy bóng dài như này mà em còn dọc được là các bác biết không? Đấy. Hàng siêu bén cho các bác luôn, giấy bóng siêu dài mà còn dọc được các bác nhá. Con này thì các bác dùng cẩn thận thì em là khéo đứt tay nhá. Đấy, dài thì phần lưỡi là 20 cm, tổng chiều dài của dao khoảng 30 cm. Có quai đeo như này, quai đeo hàng liền thân, siêu sắc bén cho bác luôn. Akatsuki này, đấy, hàng made in Japan đó. Lên theo là dao thái lỗ, con này giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130k cho con dao thái lỗ này. Đấy, lên theo là dao thái lỗ. Dao thái lỗ giá sẽ là 130k nhá. 130k con dao thái lỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ vạn năng nhá. Đấy, đồng hồ kim. Lên cho em là đồng hồ kim. Đấy, con này thì sẽ là 200. Các bác lên cho em là đồng hồ kim nhá. Đấy, đồng hồ kim. Thì cái này các bác dùng để đo vôn, đo ampere kế, đo nhiệt kế đều ok hết nhá. Có kèm cho các bác một viên pin như này. Đấy, và các cái đầu để đo đây. Các bác có thể đo ôm này, đo ampere kế, đo vôn kế, đo nhiệt kế đều ok hết nhá. Đấy đây, các kiểu con này đều luôn. Đó. Ôm rồi ampere rồi DAC, ACV, nói chung là đầy đủ. Giá sẽ là 230.000, bên em đã bao ship cho bác nhá. 230.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá rất hợp lý nhá. Một con đồng hồ như này. Con này thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Nếu các bác mua bên ngoài thị trường nó phải 300-400 nghìn. Đấy, bên em bán giao đến tận tay cho các bác, giá chỉ có 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm nhá. Đồng hồ kìm. Đồng hồ kìm giá sẽ là 230k bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái đài FM của Nhật này. Đấy, đài FM của Nhật đây. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Có cả đồng hồ luôn nhá. Đấy, có cả đồng hồ luôn. Và con này thì nó đã tích hợp pin sẵn ở đây rồi. Về nhà có kèm thêm một cái cáp sạc pin đây. Đấy, cáp sạc pin bên trong này và một quả pin như này. Về nhà các bác dùng thôi. Hết pin thì các bác lại sạc pin vào cho em. Đấy, các bác để cho em chế độ FM là 1 này. Đấy, và vặn lên này. Đấy, vặn lên. Đấy, volume ở đây luôn. Bluetooth. Đấy, và các bác bắt đầu là mình dò nhá, mình dò này. Đấy. Các bác dò đây cho em này. Đấy. Các bác cứ dò đây cho em. Đó. Là mình sẽ ra đài thôi. Các bác cứ nhả nha, mình dò là nó quen tần sóng rồi là các bác bật lên, là sau các bác cứ bật lên là có luôn. Đó. Rất tiện ích các bác nhá. Đây các bác cứ dò đây cho em này. Đó. Để mà tránh cái có thai ngoài ý muốn. Dạ vâng. Liên quan đến chủ đề là phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em thì trong quá trình thực hiện chúng tôi nhận được nhiều ý kiến của các quý vị thính giả. Những bậc phụ huynh có hỏi là có những cái loại xâm nào ạ? Và làm sao để mà có thể nhận biết sớm được những cái dấu hiệu mà con em mình bị xâm hại ạ? Thực ra là xâm hại tình dục thì không phải là chỉ cần tiếp xúc bộ phận sinh dục, mấy bộ phận sinh dục người ta đã có những cái định nghĩa và quy định. Xâm hại tình dục qua lời nói, qua hành động, qua phim ảnh, rồi qua chuyện kể, rồi rất nhiều các vấn đề. Cho nên là để mà cái nhận biết được. Con này thì nó sẽ có cho các bác là đồng hồ này, có đài FM này và có kết nối cả MP3 Bluetooth nhá. Đó. Có cả kết nối Bluetooth luôn. Đấy thì giá sẽ là 260.000 cho một con đài FM như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng các bác cứ kiểm tra ok thì mình thanh toán cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đài FM nhá, giá sẽ là 260.000. Đó. Đài FM này. Đài FM 260k, 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nhang chầm đốt nhá, nhang chầm đốt. Một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là vào khoảng là từ 70 đến 100 vòng. 70 đến 100 vòng và một vòng này thì các bác có thể đốt liên tục được cho em là từ 3 đến 5 tiếng nhá, từ 3 đến 5 tiếng. Đấy. Mỗi bánh như này là nó sẽ là 2 vòng nhá. Mỗi bánh này là 2 vòng, về nhà các bác tách ra cho em. Cái này của nó là chầm tự nhiên nhá, chầm tự nhiên. Đấy, được chiết xuất từ gỗ chầm tự nhiên, hàng cực kỳ là thơm luôn nhá. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, gỗ trầm tự nhiên rất thơm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp mà nhang trầm đốt như này, giá sẽ là 40k nhá, 40k cho một hộp. Các bác lên cho em là nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Nhang trầm đốt này, giá sẽ là 40k thôi, rất rẻ. 40k trên một hộp như này mà tới 100 vòng, tính ra là vào có 400 con trên một vòng như này.
rất rẻ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng này. Đây. Quay lên cho em là nồi lẩu 2 tầng. Rất tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình chiên mình hấp này. Hấp hoặc là ăn lẩu này. Dán đều được hết nhá. Đây, tráng đá chống dính. Kích thước của nó là 28 cm nhá. Thứ nhất là các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu ok hết này. Đấy, ăn lẩu này hoặc là hấp này. Nói chung là con này nó sẽ là nồi lẩu 2 tầng đa chức năng, rất tiện ích luôn. Đây. Đấy. Điện 220, 28 cm, công suất của nó là 1000W, hàng siêu nóng nhanh luôn. Hả? Giá sẽ là 230.000, bên em bao ship đến tận nhà. Ôi giời ơi, giá rất ôi giời ơi luôn, giá siêu rẻ luôn nhá. Một cái nồi lẩu như này, đa di năng như này mà giá chỉ có 230.000 thôi. Rất rẻ nhá, lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng nhá, lẩu 2 tầng. Lẩu 2 tầng giá sẽ là 230k, bao ship, giá cực kỳ ôi giời ơi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá, 150.000 à. 150.000 cho một con ổ điện sạc nhanh như này. Cắm điện vào có đèn báo này, có 1 2 3 4 chân USB, 3 chân ổ cắm, 1 chân sạc nhanh. Đấy, các bác chỉ cần đặt điện thoại vào đây là sẽ có chức năng sạc nhanh cho các bác luôn, rất tiện. Để trên bàn như này vừa nghe nhạc, vừa sạc pin, vừa xem YouTube các thứ, vừa mở shop phạm huấn lên xem nhá, có cả cầu dao đóng ngắt luôn. Hàng cực kỳ xịn sò. 3 chân 4 chân USB 1 2 3. Đấy. Cắm cho anh cái dây điện thì nào. Rất tiện luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh. Ổ điện sạc nhanh này. Ổ điện sạc nhanh. Giá thì chỉ có cho các bác là 150k thôi. 150k đây em cắm test thử cho anh em các bác xem luôn. Dây dài khoảng gần 2 mét nhá. Đấy, mét mấy đến 2 mét đây. Cắm vào này, bật lên có đèn báo này. Đấy, đèn báo xanh luôn nhá. Sạc nhanh này. Đấy, sạc nhanh này. Đấy, báo pin luôn. Ngon chưa? Đó, rất tiện luôn. Giá sẽ là 150.000. Có dây dài nhá, dây dài khoảng gần 2 mét các bác nhá. Dây khá là dài luôn đấy, rất ok luôn. Lên thì em là ổ sạc nhanh 150.000. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái bộ gắp nóng này. Bộ gắp nóng đây, bộ này rất là tiện. Bao gồm cho các bác khá là nhiều chi tiết luôn. Đấy, đầu tiên thì sẽ có cho các bác là một cái gắp kẹp như này này. Đấy, cái này để các bác kẹp mà các cái bát, cái đũa vào này, cái bát đĩa này. Đấy. Thứ hai là cái này chuyên để gắp đĩa. Đây, gắp đĩa này, các bác hấp thì mình đưa cái vành này ra này, đưa cái vành này ra mình kẹp đũa kẹp những cái đĩa, những cái khay vào này. Đấy, cái này thì để lót nóng này, cái này để bắt tay này. Đấy. Một bộ 4 món như này, giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 50.000 các bác. 50.000 cho một cái combo 4 món thần thánh này. Đấy, các bác nhà bếp nhà nào cũng phải nên có một cái bộ này. Ví dụ như các bác hấp này rồi chiên rán này, đồ nóng này cần phải gắp ra mà không bị bỏng tay dùng cái này cho em. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa giá sẽ là 50k. Đấy, bộ gắp bát đĩa 50.000. Đây sẽ có video thực tế luôn. Các bác sản phẩm bao gồm một cái bát đĩa. Các bác nhá. Đó, các bác xem hình ảnh còn em minh họa cho các bác xem. Kẹp vào này, bê ra này, rất tiện nhá. Chắc tay luôn đấy, đây là cái bắt tay này. Bộ sản phẩm này, đấy của họ còn thiếu một món này, của em còn có cả cái lót chống nóng ở dưới nữa cơ. Đó, họ có 3 thôi, của em 4 món luôn. Siêu tiện ích luôn. Đấy, anh em các bác thấy chưa? Đó. Rất tiện nhá. Rồi ok. Hello các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Một số mã cực tốt thanh lý cho bác trong ngày hôm nay. Đó. Đầu tiên thì bên shop về cho bác cái máy tỉa lông mũi mini nhá. Tỉa lông mũi mini, con này thì chỉ chuyên để tỉa lông mũi thôi, dùng sạc pin. Đấy, có kèm cho các bác một cái dây sạc như này nhá. Có kèm các bác một cái dây sạc như này. Về nhà các bác cắm cái củ sạc điện thoại nhà mình giúp cho em. Đó, rất tiện luôn. Và con này thì các bác chỉ cần bấm này là nó quay này. Đấy, dùng để tỉa lông mũi, và cái này thì nó là dạng quay bên trong nên rất là an toàn nhá. Rất là an toàn luôn các bác. Đấy, máy chạy cực kỳ là êm luôn. Đây. Máy chạy cực kỳ là êm luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k nhá. Lên mã giúp cho em cái mã đầu tiên đó là tỉa lông mũi mini, giá sẽ là 60.000 cho một con như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc thôi. 60.000 cho một con tỉa lông mũi mini này các bác nhá. Đó, 60k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi vàng này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 40 cm. Rất dài các bạn. Và cái đầu này thì có điều chỉnh được nước này, và có thể ngoắt nhéo được này, có thể ngoắt nhéo được, rất là tiện luôn. Thì con vòi vàng như này về nhà các bác chỉ cần kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình thôi. Đấy, mình có thể vặn đi vặn lại này, xoay tròn để mình xả nước rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là vòi vàng nhá. Vòi vàng giá sẽ là 35.000 cho một con vòi vàng như này, 35k. Thì các bác này khi các bác lắp vào nó sẽ như này. Đấy, lắp vào rất là tiện luôn. Đây.
Đấy, rất tiện nha. Có thể là mình vặn điều chỉnh rất tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn, qua theo. Đó. Đấy, có thể xoắn tròn này, điều chỉnh này, rất tiện nha. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. 35.000 cho con vòi vàng như này. Đấy, đúng như trên video luôn nha. Vặn vỏ này, điều chỉnh này, kết nối vào đầu nguồn nước này. Vòi vàng nha, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bút thông mạch này. Con này thì bên shop sẽ lên đó là bút thông mạch nha. Bút thông mạch 20.000 một chiếc và 50.000 ba chiếc nha. 50.000 cho ba chiếc. Đây, đấy, nó sẽ là một con bút này rất là tiện này. Đây. Đây các bác theo. Đây. Cái nào con nào về mà nó hết pin thì các bác thay pin cho em nhá. Bên em có kèm pin sẵn đây rồi. Về nhà các bác có thể là thay pin và giúp cho em. Đấy. Hàng nó sẽ là để lâu thì nó có thể nó hết pin thì các bác thay pin mới vào cho em. Đấy, cái này bên em có sẵn pin rồi, lên cho em là bút thông mạch 20.000 một chiếc và các bác mua từ 3 chiếc thì sẽ là 50.000. Đây. Đây con này, rất là tiện luôn nhá. Đó. Rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Và các bác về các bác sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Về nhà các bác thay pin cho em. Lên cho em là bút thông mạch, giá sẽ là 50.000 ba cái, còn mua lẻ 20.000 một cái. Ngoài ra thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bút cao su như này. Con này nó cũng là dòng để thông mạch. Đây, nhưng mà nó to hơn. Đây, đây to hơn. Con kia nó cũng đèn sáng như này thôi các bác nhá, cũng đèn sáng như này. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ to hơn một chút. Đầu nó là đầu phủ cao su như này thì các bác có thể dùng vừa làm bút thông mạch, đo điện vừa làm tô vít được luôn. Lên cho em là bút cao su, giá sẽ là 30.000 cho một con bút cao su như này nhá. Con này thì chắc chắn hơn, to hơn. Con này thì các bác chỉ dùng để thử điện thôi, nhưng con này vừa thử điện vừa làm tô vít được luôn. Đấy. Thì lên cho em là bút cao su, giá của nó sẽ là 30.000. 30.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn 20, giá sẽ là 110.000, bao gồm là một đèn, một viên pin và một cáp sạc. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng đèn siêu sáng và thân của nó đều bằng nhôm hết nhá, thân của nó bằng nhôm hết nên các bác dùng rất là tiện. Đấy, một viên pin hãng, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, một viên pin hãng, rất là tiện ích nhá. Đấy. Một viên pin hãng dùng rất là tiện các bác. Đây, lắp vào này. Đấy, lắp vào. Các bác lắp mà nó không lên thì các bác đảo cái chiều pin đi cho em. Đấy. Đảo cái chiều pin đi cho em là xong. Đó. Thì các bác lắp một chiều không lên thì các bác đảo chiều pin đi cho em là nó sẽ lên. Đấy. Rất là tiện nhá. Hoặc là nếu mà các bác lắp mà không lên nữa thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, hàng vận chuyển từ nước ngoài về để lâu nó hết pin. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20, giá sẽ là 110.000 cho con đèn 20 như này. Đèn 20 110.000. Các bác lắp pin đúng chiều cho em là sẽ lên nhá. Thứ nhất là lắp đúng chiều, thứ hai là xoáy chặt và thì nó mới lên nhá. Đấy, vừa nãy em xoáy lỏng nó cũng không lên. Đó. Nó sẽ có cho các bác là ba chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy. Và nó có thể zoom được này. Đấy, các bác có thể zoom như này. Con này thì rất sáng luôn đây các bác này. Đấy, khoảng sáng của nó rất là rộng luôn. Và mình có thể zoom điều chỉnh như này nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, tùy theo mình chỉ cần đẩy ra như này vào này là xong. Zoom nó rất là nhanh. Đây, pha của nó này. Sáng khủng khiếp luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Điểm sáng nó rất là lớn nhá. Ban ngày như này, ban đêm các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, mình có thể pha điều chỉnh như này. Con này giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Giá không lợi nhuận nhá. 110.000 cho một con đèn như này. Lên mã giúp cho em đó là ở đây thì nó có cái đốc này để các bác lắp cho em ba quả pin con thỏ nhỏ cũng được. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 giá sẽ là 110.000 một con nhá. 110.000 siêu sáng luôn. Đó, đèn 20 110.000 siêu sáng luôn các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Cái bình trà inox nhá. Dòng này thì là bình 4 lít. Đấy, bình 4 lít. Phương ơi. Dòng này nó sẽ là bình 4 lít này. Đấy, bình 4 lít này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba màu nhá. Đấy, ba màu. Cái này còn hai lạng không? Nó sẽ có dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Dòng 2 lạng và dòng 4 lạng. Đấy, giá thì con 4 lạng này là bao nhiêu? 4 lạng thì sẽ là 130.000 nhá. Dòng này sẽ là dòng 4 lạng này. 4 lạng 130.000 một con, có 3 màu nhá. Đây. Hàng có ren xoáy như này, có ren xoáy như này. Bỏ cái môi ra đây cho anh. Hàng có ren xoáy như này các bác nhá. Đấy, có ren xoáy như này các bác này. Ren xoáy có gioăng cao su luôn. Đó. Con này thì giá sẽ là 130.000 cho cái bình 4 lạng. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là 2 lạng. 2 lạng có mấy màu? Hai lạng thì em cũng có màu đỏ đô này và màu vàng giống này nhá. Còn hai lạng thì giá của nó sẽ là bao nhiêu? 90.000 cho một con bình hai lạng như này. Con hai lạng này giá sẽ là 90.000 các bạn. Đấy, lên cho em là bình hai lạng này. Hai lạng giá sẽ là 90.000. Đó.
thì ôi đây rồi, không cần đâu. Con này nó con hai lạng cũng có màu vàng luôn nhá, hai lạng có màu vàng đấy và màu đỏ đô như này, hàng nội địa của Nhật. Con này các bác chuyên để đựng chè này, đựng cà phê này, đựng các loại hạt này, đỗ lạc này, nói chung là đựng đồ khô thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Nắp nó rất là kín, ruồi muỗi kiến dán không thể vào được. Các bác có thể đựng đường, đựng cà phê, đựng các loại hạt rất là ok. Hàng rất đẹp, rất chất lượng này, có màu vàng, màu đỏ đô, màu inox sáng bóng như này đấy, rất đẹp các bác theo đây, dày dẫn chắc chắn đẹp lắm. Giá rất hạt rẻ, con này 130.000, còn con hai lạng này sẽ là 90.000 các bác nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ môi này. Cái này 40.000 cái à? Môi. Đây, cái bộ môi như này các bác này. Đấy. Đây, một cái mẫu môi rất là đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, một cái mẫu môi rất là đẹp như này các bác này. Đó, rất đẹp các bác này. Bên em về nó sẽ có 3 mẫu như này các bác này, 3 mẫu như này. Đấy, kích thước thì nó tương đương như nhau nhá, tương đương như nhau. Chất liệu thì khỏi phải bàn rồi. Nó sẽ là dòng inox 304, môi cực kỳ nhỏ gọn, võng môi, dễ làm, dễ múc và đứng nồi nhá. Khi các bác để vào nồi này nó rất là đứng như này này và khi múc ra nó rất là tiện. Đầu tiên là môi liền này. Tiếp theo là đến môi lỗ tròn này. Đấy, lỗ tròn và môi này sẽ là môi xẻng nhá. Đấy, môi liền, môi lỗ tròn và môi xẻng. Đấy thì nó sẽ có 3 mẫu như này. Giá thì bằng nhau đều là 40.000. Các bác có thể lấy theo combo 3 chiếc hoặc là lấy môi lỗ, môi xẻng hoặc là môi liền, tùy theo nhá. Cái này thì lên xem là môi liền này. Đấy, con này là môi lỗ này và con này sẽ là môi xẻng này. Đấy, 3 mẫu như này. Nó đều là môi. Đấy, môi hoặc là miền Nam thì các bác gọi thế nào đấy thì tùy, miền Bắc em gọi là môi các bác nhá. Miền Bắc gọi là môi. Đó. Môi liền này. Đấy, đây là môi liền này. Thứ hai là môi lỗ này và thứ ba là môi xẻng này. Đấy. Giá thì đều là 40.000, hàng siêu dày dẫn các bạn, dày lắm các bạn, dày dẫn chắc chắn, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ví xanh này. 100.000 cho cái bộ ví xanh như này. Đấy, 100.000 cho một cái bộ ví xanh như này. 100.000 các bác nhá. 100.000 cho bộ ví xanh như này. Bộ này rất nhiều chi tiết luôn, tha hồ thoải mái sử dụng này. Đấy, đây, đầy đủ chưa các bác ơi? Đẹp mê ly luôn nhá. Đẹp mê ly luôn. 1 2 3 nói chung là tầm khoảng trên 10 chi tiết. Có nạo gót chân này, 3 4 cái bấm móng này, kìm cắt kéo cùng các kiểu con là điều luôn nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá. Đấy, lên mã theo là ví xanh. Giá sẽ là 100.000 cho con ví xanh như này. 100.000 cho cái ví xanh này nhá. Con này rất là tiện luôn. Đấy. Ví xanh 100.000. Lên mã giúp cho em là ví xanh này. Ví xanh 100.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái phao nước đây. Thì cái này dùng rất là tiện, cứ nước dâng lên là 1 cm là phao nó sẽ tự ngắt này. Đấy. Lên mã giúp cho em là phao nước nhá. Nước dâng lên 1 cm là phao nó sẽ tự ngắt, rất tiện cho các bác luôn. Đấy. Nước dâng lên 1 cm, phao tự ngắt, rất tiện các bạn. Đấy. Rất tiện và dễ sử dụng các bạn. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. 70.000 nhá. Đấy. 70.000 trong cái phao nước như này, đợt này về cho bác giá thì còn 60.000 thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Đó. Phao nước giá sẽ là 60.000, giá siêu tốt cho bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác nhá, hình ảnh thực tế luôn này. Đấy, xoáy vào này, rất đơn giản thôi. Đấy, xả nước xuống này. Đó. Nước ngập 1 cm là phao sẽ tự đóng này. Rất tiện các bác nhá. Đó. Tiện lắm. Con này thì các bác dùng nó đa di năng được nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Các bác bỏ hết cái phao truyền thống đi. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop cảm hứng nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng. Thì em mới lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một số like, một chia sẻ kênh giúp em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Nay thì bên shop tiếp tục về cái lô dây điện vàng nhá. Quận này thì nó chỉ tầm khoảng 20 mét thôi. Đó, nó tầm khoảng 20 mét và giá thì chỉ có 170.000 nhá. 170.000 cho một quận dây điện vàng như này. À, dây của nó thì vào khoảng là dây 1.5, có đèn báo nhá. Có đèn báo này, có 5 chân cắm như này, 1 2 3 4 5. Có đèn báo, 5 chân cắm. Và dây dài khoảng 20 mét, dây 1.5 nhá, hàng nội địa của Nhật. Các bác lên cho em là dây điện vàng. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000, rất rẻ nhá. Đấy, dây điện vàng này. Dây điện vàng giá sẽ là 170.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dây điện xanh này. Dây điện xanh này thì dòng dây của nó sẽ là dây 2.5 nhá. Dây này của nó thì nó sẽ là dây 2.5 này. Đây, FA 2.5 này.
hàng Japan CU này. Đó, công suất của nó là lên tới 500V luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo mét nhá, theo mét. Đấy, dây này của nó thì cũng là dây ổ đúc cắm cực kỳ chặt luôn, kết nối rất là tốt nhá. Chống va đập, có đèn báo các thứ hết luôn. Con này thì giá của nó sẽ là theo mét dài, theo mét dài các bác nhá. Đấy thì bên shop sẽ về theo mét dài thì các bác cứ mua theo mét dài giúp cho em. Đấy, theo mét dài giúp cho em nhá. Đấy. Nó sẽ có cái mét dài như sau. Nếu các bác mua quận 5m thì sẽ là 220k bao ship nhá. Đấy, 10m thì sẽ là 330.000, 330k và 50m à 30m. Đấy, 30m thì giá của nó sẽ là 650.000, 650.000 và bao ship nhá. 5m là 220, 10m là 330 và 30m sẽ là 650.000. Dây của nó là 2,5 ly nhá. 2,5 ly. Đấy, dây xanh. Để bắt lên cho em là dây xanh nhá. Đó. Dây xanh này, 2,5 ly và giá sẽ là như sau. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng ổ đúc nhá. Ổ này nó sẽ là dòng ổ đúc chống va đập cho các bác luôn. Ổ đúc chống va đập thì nó sẽ có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, dòng 3 chân và 5 chân. Hàng cực kỳ VIP cho các bác luôn, hàng rất VIP cho bác luôn. Hàng 3 chân này thì không có đèn báo và hàng 3 chân này có đèn báo, còn 5 chân này không có đèn báo nhá. Dòng ổ đúc cao su chống va đập nhá, bên trong của nó đều là bằng lá đồng hết nhá, bằng lá đồng hết. Các bác yên tâm sử dụng. Con này thì dùng cực kỳ là bền bỉ chắc chắn cho bác luôn. 5 chân cắm, hàng cao su non. Cầm cho anh cả cái ổ vàng đấy. Hai cái ổ vàng kia cầm đây. Đấy thì dòng này các bác đập phá thoải mái nhá, đập phá thoải mái. Kể cả các bác lấy búa đập cũng ok luôn, lấy búa đập cũng ok luôn nhá. Đó. Thì bên shop có rất là nhiều các cái dòng ổ điện thì em sẽ lên chi tiết cho các bác các cái mẫu luôn. Đấy, các chi tiết các mẫu luôn, đập phá thoải mái nhá. Đấy. Thì bên shop sẽ có 4 mẫu như này các bác này, 4 mẫu như này và bên em sẽ lên theo tên nhá. Đầu tiên thì cái này các bác sẽ lên cho em là ổ đúc cao su nhá, dòng 3 chân và dòng 5 chân. Giá thì đều là giá của nó thì đều là 50.000 nhá. Đấy, lên cho em là ổ đúc cao su này. Ổ đúc cao su nhá, ổ đúc cao su. Dòng 3 chân, có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Giá thì đều là 50k nhá, 50.000. 50.000 cho cái ổ đúc cao su như này các bác nhá. Chống va đập, đấy rất chắc chắn cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop có hai cái mẫu ổ vàng nhá. Đấy, hai cái mẫu ổ vàng thì cái này bên em lên nó sẽ là các bác lên cho em là ổ vàng dài đi cho nó dễ. Đấy. Ổ vàng dài này. Ổ vàng, đấy, ổ vàng dài. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000 à. 65k nhá. Đấy, 65k thì cái ổ vàng dài như này. Còn đây nó sẽ là ổ vàng 5 chân nhá, ổ vàng 5 chân. Thì con này giá của nó sẽ là 45k. Đó, 45k. Đều là dòng ổ vàng hết nhá. Đấy, các bác lên cho em là ổ vàng. Đấy. Chống va đập các bác này. Đấy, chống va đập, đập khá thoải mái luôn nhá. Đập khá thoải mái luôn. Thì cái con ổ vàng dài này thì bên em còn lên trước thì lên tên nó là B1 nhá. Nhưng bây giờ các bác... Đấy, các bác lên cho em là ổ vàng dài hoặc là ổ vàng B1, giá sẽ là 65.000. Đấy, thì con này nó sẽ là ổ vàng dài này. Còn con này thì nó sẽ là ổ vàng 5 chân nhá. Đấy, ổ vàng 5 chân. Ổ vàng này. Đấy. Ổ vàng 5 chân nhá, ổ vàng 5 chân. Giá sẽ là 45k. Đấy, 45.000 cho con ổ vàng 5 chân như này. Còn con ổ vàng dài này sẽ là 65.000. Đấy, đây là các cái dòng ổ điện bên em, đều là dòng ổ chống va đập hết. Tiếp theo thì kéo thì bên shop sẽ về cho các bác cái kéo vàng này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá, kéo bếp vàng. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Thép SK5 Japan này. Đấy. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá, kéo bếp vàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho một con kéo bếp vàng như này. Lên cho em là kéo bếp vàng, giá sẽ là 35k. Còn mua từ 3 cái thì sẽ là 100k nhá. 3 cái thì sẽ là 100.000 cho 3 cái như này. 100.000 cho 3 cái luôn, 100.000 cho 3 cái. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái kéo rất là cao cấp luôn, đó là kéo khui bia nhá, kéo khui bia. Con này thì các bác biết rồi. Đó. Con này thì hàng cao cấp rồi coi nhá, hàng cao cấp rồi. Rất chất lượng, dày dẫn chắc chắn hơn và cái giá của nó sẽ là các bác lên cho em là kéo khui bia, cũng là hàng nội địa của Nhật, thép SK5 này. Có chức năng là cắt gà, cắt cá, khui bia, mở nắp chai và kẹp cua ghẹ luôn, rất dày dẫn chắc chắn. Con này bao nhiêu? Con kéo khui bia này sẽ là 75.000, còn con kéo bếp vàng này thì sẽ là 35.000 nhá. Nó lệch nhau một nửa tiền luôn. Đấy, tiền nào thì của đấy thôi. Đều là hàng của Nhật nhá. Đều là hàng của Nhật, Japan đấy các bạn này. Đó, đều là Japan nhá. Một con của nó sẽ là 35.000 và một con là 75.000. Đấy, một con là 75.000. Đấy, hàng thì độ sắc bén như nhau nhưng mà độ dày thì khác nhau nhá. Độ dày, độ to thì khác nhau. Đó,
thì con kéo bếp vàng này là 35.000, còn con kéo khui bia này thì sẽ là 75.000 nhá. Đấy, kéo bếp vàng là 35.000, kéo khui bia sẽ là 75.000. Đấy, các bác muốn lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đấy, các bác muốn lấy con nào thì lấy. Đấy, con này thì các bác lên xem là kéo khui bia, giá của nó sẽ là 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Thép SK5 không gì này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo khui bia nhá. Kéo khui bia. Kéo khui bia, giá của nó sẽ là 75.000 nhá, 75.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu kéo cắt gà, một loại là hàng của Đức và một loại là hàng của Nhật này. Đấy, kéo cắt gà nó sẽ là có hàng của Đức và hàng của Nhật cho các bác luôn. Đấy, con hàng của Đức này thì sẽ là 90.000 và con hàng của Nhật này thì sẽ là 120.000 nhá. 120.000. Đó, 120.000. Đều cũng là dòng kéo thép SK5. Con này thì hàng của Đức này, made in Germany đây. Made in Germany, hàng của Đức, còn con này thì hàng của Nhật, Japan đây. Đó. Và hai con này thì giá rất là tốt cho bác luôn. Kéo gà của Đức này thì sẽ là 90.000 và con kéo gà của Nhật này thì sẽ là 120.000. Đấy, 120.000. Chuyên để cắt gà, cắt cá rất là ngon nhá. Cắt gà, cắt cá các bác có thể dùng để cắt cành cây cũng được. Đó. Rất là tiện. Có lẫy khóa như này các bác này, có lẫy khóa như này. Đấy, chức năng của nó thì cắt gà, cắt cá, cắt nem, cắt thực phẩm, cắt thức ăn. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để kẹp cua, kẹp ghẹ, mở nắp chai đều ok hết nhá. Các bác lên cho em là kéo gà Nhật, con này sẽ là 120.000 nhá. 120.000 con kéo gà Nhật như này. Đấy, còn con kéo gà Đức này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho em kéo gà Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su này. Đấy, các bác lên cho em là sen cao su. Sản phẩm thì sẽ là một dây và một đầu vòi sen như này. Đầu vòi sen này thì nó sẽ có là 3 cấp độ nước khác nhau này, 3 cấp độ nước khác nhau. Có đóng ngắt trên tay nhá và có dây kết nối cho các bác luôn. Một cái bộ sen như này giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, 90.000 thêm cái bộ vòi sen cao su như này. Có cái đầu vòi cao su như này thì các bác dùng để tắm massage rất là tốt này. Có đóng ngắt trên tay luôn. Đấy, rất là tiện ích nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su này. Đó, sen cao su giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho cái bộ sen cao su như này. Đây. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi sen, một cáp dây như này nhá. Combo cho các bác luôn. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Đấy, 90.000 cho một cái bộ sen cao su như này. Giá rất hợp lý luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con khoan mini nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết luôn. Đấy. Có cho các bác là các cái đầu mũi vít này, đầu mũi vít này, PH1, PH2 này. Đấy, một cáp sạc này. Đấy, và một máy khoan như này nhá, một máy khoan như này. Đấy, một cái máy khoan như này các bác này. Đấy, một máy khoan như này. Đấy, con này thì có cả đảo chiều luôn nhá, có cả đảo chiều luôn. Đó, và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể xoay được các bác này. Đấy, có thể xoay thẳng như này được này. Đấy, xoay thẳng có đèn báo luôn, có đảo chiều như này. Đó, không thích dùng các bác lại xoay ngược trở lại chứ em. Đó. Rất là tiện nhá. Đấy, máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái bộ đầu vít bao gồm 30 đầu như này, 30 đầu như này các bác sử dụng tùy ý nhá. Đấy, lục giác hoa thị các cái đầu mũi như này thì dùng rất là phê luôn. Đó. Bây giờ nếu các bác mua một cái bộ đầu vít như này thôi đã phải mất đi hàng trăm nghìn rồi. Đấy. Ngoài ra thì nó lại có một con tay lắc như này này. Đấy, một con tay lắc như này rất là tiện luôn. Đó, một con tay lắc như này. Các cái đầu mũi khoan này, các cái đầu mũi khoan, đầu mũi vít nhá. Đấy. Đầu khoan, đầu vít đầy đủ cả đầu khẩu luôn. Combo cho các bác một bộ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini nhá. Đó. Khoan mini 180.000 cho cái bộ khoan mini như này. 180.000. Giá không thể tin nổi luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Con này thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy và hai mũi vít như này, một máy hai mũi vít, một dẹt một tròn. Đấy. Và con này cũng có cho các bác là đảo chiều lên xuống nhá. Đấy, nó hết pin rồi về nhà các bác sạc vào cho em. Đấy, có kèm cho các bác là một cáp sạc luôn, kèm một cáp sạc như này. Đấy, hàng nhỏ gọn bằng cổ tay như này, dùng rất là tiện này. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để bắt vít nhá. Đấy, tháo lắp vít rất là ok, có ra có vào cho các bác luôn. Lên mã giúp em đó là máy vít nhá. Con này thì chỉ có 120.000 thôi. 120.000 nhá. Đấy, lên cho em là máy vít nhá. Máy vít giá sẽ là 120.000. Đấy, tháo ra lắp vào. Máy vít 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái móc gỗ đây. Lên cho em là móc gỗ nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái đầu móc như này. Có cho các bác một cái đầu xoáy như này. Các bác có thể dùng rất là tiện. Lên cho em là móc gỗ nhá. Giá sẽ là 40.000 cho cái móc gỗ như này. 40.000 cho một con móc gỗ như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác thêm một cái quai luôn.
thêm một cái đầu, thêm một cái đầu vít như này có này. Đấy, đây nó sẽ thêm cho các bác một cái quai móc nữa. Đây, thêm cho các bác một cái quai móc như này, các bác móc vào đây cho em, móc vào đây cho em là mình sử dụng thôi, nó rất là tiện này. Đấy, móc vào đây cho em mình sử dụng nhá, rất là tiện luôn. Đây, đấy, treo lên như này, lên cho em là móc gỗ nhá, móc gỗ giá sẽ là 40.000 cho một con móc gỗ như này, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em đó là cái thanh cài dao nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái thanh cài dao như này, bao gồm cho các bác là các cái khay để các bác dắt dao này, và 1, 2, 3, 4, 5 cái móc như này, chiều dài khoảng 45 cm, và giá thì sẽ có 90k thôi, 90k cho một con thanh cài dao như này nhá. Lên mã giúp cho em là thanh cài dao, giá sẽ là 90.000, rất là tiện luôn. Có vít đây, có vít về nhà các bác có thể bắt vít vào tường này, hoặc là bắt vít vào cửa giả này, hoặc là bắt trực tiếp lên tường đều ok hết. 90.000 cho cái thanh cài dao như này, rất tiện ích luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá, rổ vuông này. Đấy, đây nó sẽ là một cái bộ rổ như này, bao gồm cho các bác là ba đôi nhá, ba đôi. Đấy, ba đôi sẽ bao gồm cho các bác là ba rổ ba chậu nhá, ba rổ ba chậu, ba rổ ba chậu như này. Đấy, ba rổ ba chậu như này, lên cho em là rổ vuông nhá, rổ vuông giá sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này, 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Đấy, cứ combo cho em là ba rổ ba chậu, ba rổ ba chậu 90.000. đấy, tính ra là mình mua chỉ vào mất có 30.000 thôi. Đấy, con nhỏ nhất này khoảng 25 cm, mà con to nhất này khoảng 35 cm. Đấy, đây nhựa như này mới gọi là nhựa con này. Đấy, nhựa như này mới gọi là nhựa cho em đó. Nhựa thì nó sẽ là hàng nhựa Việt Nhật đây, nhựa Việt Nhật hai lớp, hàng ISO an toàn sử dụng nhá. Đó, rổ vuông giá sẽ là 90.000, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Rổ vuông giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ dàn di nhá. Các bác lên cho em là mũ dàn di. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một mũ như này, một mũ dàn di đẹp như này, và một con thắt lưng như này nhá. Đấy, một mũ một thắt lưng như này, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Một mũ một thắt lưng như này rất là đẹp. Giá thì đều là đồng giá 80.000 một chiếc nhá. 80.000 cho một chiếc mũ, và 80.000 cho một con thắt lưng dù như này nhá. Thắt lưng dù hàng của thương hiệu Dép này. Đấy, tuổi đời của con này thì nó sẽ là vào khoảng là năm 1941 nhá. Đấy, công ty Dép này là khá là lâu đời rồi. Chữ Dép to khủng bố luôn các bác này. Đấy, rất là ngon lành nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Đấy, 80.000. Đây. Đấy, một con mũ dàn di này, rất là đẹp, đội vào thì cực kỳ là form. Ôm form ôm đầu cho các bác luôn nhá. Ôm form ôm đầu cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là mũ dàn di, giá sẽ là 80k nhá. Đấy, và thắt lưng cũng là 80.000 luôn. Mũ dàn di này, mũ dàn di giá sẽ là 80k. Đấy, và lên cho em là thắt lưng dù nhá, giá sẽ là 80k luôn. Thắt lưng dù cũng 80.000 luôn. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải này, vỉ bàn chải của Nhật đây, bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6, một vỉ là 6 cái như này nhá. Bàn chải cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đây, đấy, chất liệu bàn chải này cực kỳ là mềm luôn. Đó, dùng nó rất là thích nhá. Và cái này thì có cái độ đàn hồi rất là tốt luôn. Đầu bàn chải to, dùng rất là thích. Đấy, chà răng rất là ngon luôn. Một cái bộ như này bao gồm cho các bác là 6 cây bàn chải luôn. Đấy, lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải này, vỉ bàn chải, giá của nó sẽ là 25k cho một vỉ như này. Hàng này là đạt tiêu chuẩn an toàn của Nhật luôn nhá. Đấy, tiêu chuẩn an toàn của Nhật luôn. Đấy, khi các bác dùng con này thì chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Giá sẽ là 25k cho một vỉ bàn chải như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng này. Đấy, thì các bác lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp, một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng này. Một cái thắt lưng như này rất là đẹp luôn. Một thắt lưng cá sấu rất là đẹp này. Một thắt lưng cá sấu rất là đẹp luôn. Và bao gồm cho các bác là hai cái mặt như này nhá. Hai cái mặt như này. Đấy, hai mặt như này rất đẹp các bác này. Đấy, hai mặt như này rất là đẹp luôn. Lên cho em là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp này bao nhiêu đây? Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn, sáng bóng đẹp nhá. Đấy, lẫy cà như này các bác này. Đấy, lẫy cà như này rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đây. Đấy, trơn này. Đấy, khóa của nó nghe rất là thích rồi. Đấy, rất đẹp các bác này. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp 1 dây và 2 mặt nhá. Đấy, cá sấu hộp 1 dây 2 mặt như này, 1 dây 2 mặt. Giá thì sẽ là 100. Đấy, lên mã giúp cho em là cá sấu hộp nhá. Giá sẽ là 160.000, đựng trong một cái hộp xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà nhá. Lên cho em là cá sấu hộp nhá. Đó, cá sấu hộp này. Cá sấu hộp 160k. Còn nếu các bác mua nguyên một cái dây không thì giá sẽ là 80.000 nhá.
Đấy, một dây một mặt thì sẽ là 80.000. Còn nếu mua combo trọn bộ như này thì sẽ là 160.000. Đấy, tùy theo các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái que hàn nhiệt nhé. Que hàn nhiệt, đây nó sẽ là một cái que hàn như này. Đấy, bằng một vỉ này của nó thì sẽ là bao gồm là 3 que nhé. Khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị gãy như này thì các bác rất là thông cảm thôi. Đấy, thì con này về các bác chỉ cần dùng lửa mình đốt lên cho em. Dùng lửa mình đốt lên, sau đó thì mình nhỏ vào các cái khu vực nào mà nó bị các bác muốn hàn các cái lỗ các thứ đều là ok hết nhá. Lên cho em là que hàn nhiệt nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một cái bịt que hàn nhiệt như này. Đấy. Lên cho em là que hàn nhiệt, giá sẽ là 25k. Đó, 25k cho một cái que hàn nhiệt như này, 25k thôi nhá. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bạn này. Mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa, nó có thể hàn bằng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được, nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản hiệu quả cao, có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng cốc trải nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa, nó có thể hàn bằng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được, nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản hiệu quả cao, có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng cốc trải nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn đây thì em là que hàn nhiệt, giá sẽ là 25.000 các bạn nhá.